hắn giơ kiếm lên dương cao giọng quát binh hồn không tiêu tan chiến địa vĩnh tồn thập tự tâm ta tinh thần không ngã toàn bộ hư ảnh bị chấn động bọn họ thi nhau ngẩng đầu nhìn về phía bất tử kiếm giơ lên cao lúc trước bọn họ giống như vật chết không có bất cứ sinh cơ gì nhưng mà nghe được những lời này bọn họ tựa như đột nhiên tìm lại được ý thức khí lưu quanh thân a tín tung bay lúc này khuôn mặt bình thường tản ra sự sắc sảo khiến người ta không thể nhìn thẳng viền mắt hắn đỏ bừng khuôn mặt nghiêm túc kiếm chỉ trời cao thần thái thành kính mà bễ nghễ chân thành mà ngạo mạn nhấn mạnh từng chữ như búa tạ kích không điều lệ thứ 9 thời chiến binh đoàn thượng tướng tín nay toàn quyền tiếp quản toàn quân mỗi bộ binh đoàn chờ đợi sai phái thanh âm bình tĩnh hữu lực kích động trên không ngủ yên chi hải hàng ngàn hàng vạn hư ảnh tàn hồn thủy chung yên lặng vô thanh ngơ ngác ngưỡng vọng bỗng nhiên cùng thực hiện một động tác bọn họ đồng thời chân đạp mặt biển phanh một tiếng nổ mặt biển dưới chân bị ép lõ mấy mét. Thân thể các hư ảnh đứng thẳng như thương, cánh tay như rừng, chỉnh tề như một, hành lễ với A Tín, ầm ầm tuân mệnh. Vâng. Hàng ngàn hàng vạn thanh âm tụ tập hợp nhất, tựa như tiếng sấm nổ vang, thiên địa biến sắc. Hỏa tướng quân ở xa xa quan chiến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là cái binh đoàn gì, vậy mà lại có uy thế đáng sợ như vậy. Những hư ảnh kia dường như ngưng thực hơn một ít, ngay cả những vết dạn đỏ tươi kia tựa như cũng trở nên càng thêm tươi đẹp ướt át sắc mặt hỏa tướng quân đại biến những người ảnh này lúc trước đứng yên như tượng gỗ như thể vật chết đột nhiên bộc phát ra khí thế đáng sợ giống như đột nhiên sống lại đường thiên trợn mắt há mồm thượng thượng tướng thượng tướng của nam thập tự binh đoàn a à, tín thế mà là thượng tướng đường thiên phi thường quen thuộc đối với quân hàm của nam thập tự binh đoàn cơ mà thượng tướng đường thiên bị hù dọa vỡ mật thượng tướng gần với quân hàm nguyên soái làm cho người cảm thấy đáng sợ hơn chính là thượng tướng có thể chỉ huy chỉ huy 20 vạn, đủ để phát động một trận chiến dịch đại quy mô. Quân hàm A tín vậy mà lại còn cao hơn binh đại thúc, thực sự là quá kinh khủng. Trên thương thuyền, vẻ mặt thiên huệ cùng tiểu man cũng dại ra, thượng tướng, vô luận tại bất cứ địa phương nào, bất cứ binh đoàn nào, đây đều là cấp bậc khiến người ta ngưỡng vọng. Tiểu man ngơ ngác mà nhìn A tín quang mang vạn trượng, nàng thực sự vô pháp liên hệ cái nam tử, giống như chiến thần trước mắt này, cùng với đại thúc vô lương, cả lơ phất phơ bình thường không ngừng bị nàng quất bay với nhau cấp bậc thượng tướng tiểu man lý giải sâu hơn người khác một chút năm đó xà phu binh đoàn là tử địch của nam thập tự binh đoàn tiểu man thiên phú không tệ nhưng mà tại xà phu binh đoàn chỉ là một thượng úy có thể chỉ huy một nghìn người thượng tướng là cái khái niệm gì có thể nói hắn là người thứ hai ngoại trừ binh đoàn trường thậm chí quyền chỉ huy của hắn còn trên cả phó đoàn trường bởi vì phó đoàn trường bình thường phụ trách hậu cần hóa ra cái tên hàng này là đại nhân vật không biết vì sao trong lòng tiểu man có chút mất mát không biết vì sao trước đây cái a à tín kia khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn an tâm hơn thiên huệ và tiểu man tình như tỉ muội lập tức chú ý tới tâm tình tiểu man suy sụp nàng thông minh lanh lợi nghĩ lại một thoáng trong lòng liền sáng tỏ cối ý nói không ngờ a à tín trước đây lợi hại đến thế thật chưa nhìn ra ta để hắn làm phó thủ cho ngươi có bản lĩnh còn cất giấu thủ đoạn hử ngươi hãy dùng trảm mã đào tốt ra quất hắn tinh thần tiểu man rung lên không sai, DOF hàng kia có lợi hại cũng là trước đây. Thượng tướng thì sao? Không nghe lời, thì cứ quất. Trời đất bao la, cũng là tiểu thư cô gia lớn. Nói tiếp, thảo nào bình thường cảm thấy quất rất đã tay. Thượng tướng quả nhiên không phải như tầm thường à, xúc cảm cũng khác. Tiểu man vui dạo rực mà ôm trả mã đao của mình, vẻ lo lắng trên mặt dọn sạch. Không khiếp sợ như người khác, thu thiên kình cảm thụ trực tiếp hơn nhiều, nguy hiểm càng thêm trực tiếp. Tại Quang Minh Châu, chỉ có năm hổ tướng là thượng tướng, những người khác đều không có tư cách tuy thế thì tính sao trong mắt thu thiên kình sôi trào sát ý năm hồ thượng tướng xác thực lợi hại nhưng mà cho tới hiện tại lão cũng không cảm thấy mình kém hơn năm hồ thượng tướng năm hồ thượng tướng có thể có thanh danh rất lớn chỉ cùng lắm là dính vinh quang của thánh điện mà thôi thu gia có một vị thượng tướng thiên tài hơn người thu húc hoa từ nhỏ đến lớn thu húc hoa chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của lão mà thu húc hoa cũng chính là bởi vì đánh bại lão mà thu được cơ hội đi thánh điện, sau đó trở thành một trong năm hổ thượng tướng. Cho tới nay, lão đều sinh hoạt tại trong bóng của năm hổ thượng tướng thu húc hoa, nhưng mà lão chưa từng buông xuôi, từ thu phong sát đến thu xương lẫm địa, từng vết chân đi tới hiện tại. Không có ai biết rõ, năm hổ thượng tướng mới là quân xanh của lão, chỉ tiếc, năm hổ tướng đa số chú quân bên ngoài, lão không có cơ hội ganh đua cao thấp. Mà hôm nay, trước mặt lão là có một vị thượng tướng. Tuy rằng không biết đối phương đến từ cái binh đoàn nào, nhưng mà bất cứ một vị thượng tướng nào đều tuyệt đối không phải chuyện đùa, không có may mắn, chức vụ không thể nói rõ thực lực, quân hàm lại đủ để thuyết minh. Chiến ý trong lòng lão rừng rực, trước nay chưa từng có, có thể chiến đấu với đối thủ cấp bậc thượng tướng, cơ hội như vậy không nhiều. Khảo nghiệm chân chính tới rồi. Thần tình thu thiên kình bình tĩnh, lão biết rõ đây là khúc mắc trong lòng mình, mấy năm nay tựa như cơn ác mộng quấn lấy lão, nếu như lão không thể đánh vỡ nó, trong tương lai khó thể tiến thêm mà chỉ cần đánh vỡ khúc mắc tương lai của lão là không thể hạn lượng đến đi vậy thì chiến đấu đi lão bay lên trời đứng bên cạnh lão năm nghìn thân ảnh xám trắng bay lên trời không trung xào động những thanh âm loảng xoảng loảng xoảng do xiềng xích bị gió gợi lên nhưng không có ai nhìn thấy xiềng xích cái này là từ lúc hai chiến thu sát binh đoàn mới lấy ra lần đầu tiên chủ động công kích ham muốn chiến đấu cường liệt khiến thu thiên kình căn bản không làm ra thủ thế bọn họ tựa như một đám mây xám trắng bay về phía a tín Chả mã đao cũng kệ, thượng. Tướng vậy mà cũng vi phạm lệnh cấm. Đường thiên nhìn thoáng qua hỏa tướng quân, nhìn thấy vẻ do dự trong mắt đối phương, liền thu hồi ánh mắt. Nếu như đối phương động thủ, hắn sẽ phản ứng ngay. Cái gì mà hỏa ra, hắn chưa từng nghe ai đề cập, cũng không thèm để ý, hẳn là không khác thu ra lắm. Tuy thế hiện tại, hắn muốn nhìn A tín chiến đấu thế nào hơn. Nhìn những hư ảnh kia đột nhiên nhiều ra mấy phần thần thái, đường thiên liền cảm thấy bất đồng tầm thường. Cái này đại khái chính là lực lượng bản thân bọn họ đi, câu đầu tiên A Tín la lên. Đường Thiên từng nghe qua, lúc đó khi Đường Nhất từ trong hồn điện đi ra thì đã từng hô lên những lời này. Nam Thập Tự binh đoàn, nội tình thực sự là sâu không thấy đáy. Tuy thế Đường Thiên cảm thấy lợi hại, nhưng cũng không phải cái này, mà là tinh thần, dấu ấn và tín niệm của Nam Thập Tự binh đoàn, thế lực có nội tình thâm hậu, Đường Thiên đã gặp qua không ít, tỉ như Thánh điện, nhưng mà cổ tinh khí thần này của Nam Thập Tự binh đoàn là cái nhà khác không có. Cái loại cảm giác này, tựa như dù cho trôi qua có lâu, thế nhưng là khi kẻ lệnh chiến đấu của nam thập tự binh đoàn thổi lên, vô số thân ảnh liền sẽ theo trong bụi bạm lịch sử, đã chôn vùi bò đi ra, tụ tập tại phía dưới mặt chiến kỳ năm đó. Thời gian vô tình, thế sự lãnh khốc, có thể chôn vùi thân thể bọn họ, có thể xóa đi ký ức bọn họ, nhưng mà tín niệm in dấu thật sâu tại ở chỗ sâu, trong linh hồn bọn họ, lại mãi không ma diệt. Một vạn năm sau, bọn họ y nguyên như thế sục sôi, như thế nào không khiến người tâm sinh kính ý ngủ yên chi hải không còn là ngủ yên chi địa mà là chiến trường tay áo a tín tung bay ngang nhiên mà đứng trường kiếm na tại trước người hắn phảng phất trở lại cái niên đại chiến hòa bay tán loạn kia hắn giống như nhìn thấy khói thuốc súng năm đó a tín lúc này tản ra khí thế không gì sánh bằng tại trong vô số thân ảnh hắn là bắt mắt như thế là quang mang vạn trượng như thế mắt hắn nhìn phía trước trầm giọng hô thổi kèn hơn 20 cái hư ảnh vượt đám người bước lên, kèn lệnh trầm thấp vang vọng ngủ yên chi hải. Cách đó hơn vạn dặm, binh đang vùi đầu trước bàn, đột nhiên ngừng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh hỉ và không thể tin tưởng. Bên trong quang minh hào, đính ốc đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt, con mắt mê man đột nhiên thanh minh. Tại xã Nhân Châu, đội trưởng đang kịch chiến cùng với binh đoàn Mục Chi Hà, đột nhiên giật mình, ngừng đầu, vẻ uể oài trên mặt biến mất sạch sẽ, cặp mắt kia lợi hại có thể đâm thủng trời cao chẳng ai biết được những biến hóa này lúc này ánh mắt mọi người đều bị chiến trường hấp dẫn xác thực mà nói tất cả đều bị a tín hấp dẫn hồn tướng tại thánh vực ít ỏi hiếm thấy nhưng mà nơi này là thánh châu tại chàng đều là danh môn đỉnh cấp nhà ai mà chả có hồn tướng mọi người tự nhiên kiến thức phi phàm hồn tướng phổ thông căn bản không thể hấp dẫn bọn họ chú ý nhưng mà hồn tướng cao cấp nhất bọn họ lại biết có bao nhiêu lợi hại tỷ như tô phỉ lấy thân hồn tướng thống lĩnh quang minh kỵ sĩ đoàn tỉ như vị binh thần bí nam minh kia đó là một vị chỉ huy kiệt xuất đối với những danh môn này mà nói hồn tướng vũ lực cường hãn như tô phỉ tuy rằng cũng tốt nhưng mà xa không có hấp dẫn bọn họ bằng hồn tướng loại hình chỉ huy hồn tướng tiền thân có cấp bậc là thượng tướng bọn họ chưa từng nghe ai kể ngay cả vị binh thần bí của nam binh kia quân hàm cũng tuyệt đối không có thượng tướng tuyệt thế hồn tướng như vậy vậy mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ thế nào sẽ không hấp dẫn ánh mắt bọn họ bọn họ đồng dạng sung mãn hiếu kỳ, hồn tướng cấp thượng tướng sẽ mạnh cỡ nào. Khi kèn lệnh thổi lên, toàn bộ ngủ yên chi hải hiện lên quang mang màu đen, quang mang màu đen rót vào trong cơ thể hư ảnh binh sĩ, mà khi người thổi kèn lệnh, những hư ảnh binh sĩ này bắt đầu xếp thành hàng. Rõ ràng bước chân của hư ảnh binh sĩ không có âm thanh, nhưng mà tiếng bước chân dày đặc lại vang lên ở trong lòng mọi người. Ba ba ba. Bước chân dày đặc mà ngắn ngủi, vài giây sau, bọn họ liền xếp hàng xong. T hỏa tướng quân hít hào một hơi đối với một vị võ tướng thành thạo binh mã mà nói rất rõ ràng ý nghĩa cái này là cái gì chiến trận chỉnh tề tình cảnh xâm nghiêm sát ý giống như thực chất tùy ý chảy xuôi ngủ yên chi hải dưới chân bọn họ giống như đều bị cổ sát ý kinh người này làm đông lại không khí chảy vào trên không ngủ yên chi hải sẽ lập tức trở nên thong thả thu thiên kình mặt biến sắc bay lên thiên không vừa rồi a tín xuất thủ lão còn chưa có quá nhiều cảm giác nhưng mà bây giờ sát ý từ những hư ảnh binh sĩ này phát ra khiến lão cảm thấy có chút vô cùng lo sợ. Cái này là bách chiến tinh nhuệ chân chính, binh sĩ dưới trướng mình cũng không có loại sát ý đáng sợ này. Kinh lịch chiến đấu càng nhiều, sát ý liền sẽ càng ngưng thực, sát ý tỏa ra từ những người ảnh này. Thu Thiên Kình chưa từng nhìn thấy ở binh đoàn khác, cái này là một binh đoàn đã trải qua loạn thế, chỉ có những binh đoàn truyền kỳ trong loạn thế kia mới có khả năng có được sát ý ngưng thực như thế. Hỏa tướng quân cũng nhìn ra điểm ấy, gã đang liều mạng nhớ lại, trong lịch sử có cái binh đoàn truyền kỳ nào có danh tướng gọi là tín so với sự kinh hãi của hòa tướng quân thu thiên kình lại lãnh tĩnh hơn rất nhiều không phải tâm lý tố chất của lão tốt hơn hòa tướng quân mà bởi vì lão đang ở trong trạng thái chiến đấu tinh thần càng thêm tập trung chuyên chú không được có nhiều tạp niệm như vậy trong lòng lão mặc dù kinh nhưng mà không sợ chút nào truyền kỳ binh đoàn thì sao sinh tiền có lợi hại cũng đã chết lâu như vậy rồi sát ý trước đây có thể bảo tồn được mấy phần có can đảm hãy khiêu chiến năm hổ tướng thu thiên kình sao có thể sợ hãi tàn hồn của truyền kỳ binh đoàn đã chết không biết đã bao nhiêu năm thu thiên kình lơ lửng giữa không trung trong mắt hiện lên một tê sắc lạnh trầm giọng hạ lệnh chiến trận tỏa thanh thu binh sĩ của thu sát binh đoàn mở rộng hai tay kim hoa văn trên thân bọn họ sáng lên giống như rán trườn du tẩu dọc theo thân thể bọn họ đến cánh tay khi chúng nó du tẩu đến bàn tay binh lính bàn tay binh lính đột nhiên sáng lên quang mang hồi sắc mỗi bàn tay đều có một sợi xiềng xích hôi sắc vươn ra chúng nó tựa như dây leo hôi sắc điên cuồng sinh trường không ngừng sinh trưởng kéo dài về phía trước loảng xoảng loảng xoảng trên bầu trời thanh âm xiềng xích trượt qua trượt lại chấn nhiếp nhân tâm một vạn cái xiềng xích hôi sắc từ trên trời giáng xuống tựa như một vạn sợi dây leo hôi sắc điên cuồng sinh trưởng chụp tới cảnh tượng như vậy tràn đầy cảm giác áp bách không thể nghi ngờ chưa có ai được nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ mà quỷ dị như thế khiến người ta giận tóc gáy hỏa tướng quân há hốc mồm ngây ra mà nhìn thu sát binh đoàn trên bầu trời thu thiên kình lại lợi hại đến như thế gá không thể tin được hai mắt của mình danh môn đỉnh cấp gia sản đều rất thâm hậu cất dấu mấy vị võ tướng trình độ danh tướng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng mà thu ra lợi hại đã có một thu hút hoa rồi à danh môn đỉnh cấp nhãn giới có cao năm hổ tướng cũng tuyệt đối là phối trí đỉnh cấp đương nhiên mỗi một nhà đều cực kỳ khát vọng thu gia sở dĩ có thể ở trong cái giới này khoái trời khuấy nước chính là bởi vì bọn họ có thu hút hoa tồn tại bất cứ một vị hổ tướng nào đều là thứ cường đại ở cấp chiến lược hiện tại hòa tướng quân nhìn thấy thêm thu thiên kình không chút nào thua kém thu hút hoa làm sao mà gã không ngây ngẩn cái này hoàn toàn vi phạm lẽ thường a à? thu ra lợi hại như vậy á à? a tín không thêm nhìn xiềng xích hồi sắc dày đặc chi chít đang nhanh chóng tiếp cận ở trên đỉnh đầu hắn ung dung bình tĩnh mà điều chỉnh trái ba bộ tiến lên 10 bước phải hai bộ nổi lên bảy trượng trung ba bộ nổi lên 15 trượng. Hắn sắp đặt đâu vào đấy, thần sắc thong dong, tiếng hô rõ ràng hữu lực, dứt khoát lưu loát, không có chút dây dưa nào, hơn nữa khiến người kinh ngạc chính là mệnh lệnh của hắn như nước chảy vậy, không dừng lại, giống như kế hoạch đã sắp sẵn, lúc này đọc lại lần nữa. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, hắn không có khả năng đã có chuẩn bị trước đó. Quả nhiên không hổ là hồn tướng có quân giai thượng tướng A. Không biết cái này là lần thứ mấy phát ra cảm khái như vậy, nhưng mà lúc này mọi người vẫn là không hẹn mà cùng phát ra cảm khái đồng dạng so với kỳ quan vạn tòa buông xuống trên bầu trời bên phía a tín tựa hồ gợn sóng không sợ hãi nhưng mà tại phía dưới chỉ lệnh mây bay nước chảy của hắn đội hình chiến trận xâm nghiêm cấp tốc phát sinh biến hóa mỗi một đạo chỉ lệnh chiến trận đều sẽ phát sinh một chỗ biến hóa hư ảnh binh sĩ động tác ngắn gọn giống như chỉ lệnh của a tín dứt khoát lưu loát không có bất cứ dây dưa gì vì vậy trong mắt mọi người chiến trận trên ngụ yên chi hải tựa như gỗ xếp chỉnh tề theo chỉ lệnh mây bay nước chảy của A tín lấy tết tấu cũng mây bay nước chảy mà biến hóa trạng thái nơi đây đội lên một chút nơi đó thấp đi một chút chiến trận ở trong tay a tín biến ảo bất định xiềng xích hôi sắc từ bầu trời rơi xuống không trung chiến trận nhưng mà trên không trung chiến trận giống như có bức tường vô hình che kín ngăn cản xiềng xích hôi sắc khoái miệng thu thiên kình hiện lên một mặt cười nhạt hôi sắc xiềng xích vòng qua cái tường vô hình chặn kín này chúng nó như hàng rào a à tín và chiến trận của hắn ở trung gian một đầu khác của xiềng xích chìm vào ngụ yên chi hải vạn đạo xiềng xích căng ra thẳng tắp như thương kim hoa văn trên xiềng xích hiện lên chúng nó hình thành một cái lao lung thật lớn cuối cùng cũng hoàn thành trong mắt thu thiên kình hiện lên vẻ kinh hỉ bạo quát như sấm khai từng sợi vũ khí nhẹ nhẹ tràn ngập bên trong lao lung xiềng xích khí tức héo rũ điêu linh bắt đầu tràn ngập trong lòng thu thiên kình cực kỳ đắc ý đại cục đã định đối phương không còn khả năng lật bàn đây mới là sát chiêu chân chính khi xiềng xích hôi sắc hạ xuống cát trạch còn chưa kịp minh bạch thế nhưng khi những xiềng xích hôi sắc này hóa thành lao lung kim hoa văn hiện lên hắn thoáng cái hiểu được hoảng sợ thất sắc ngay tại chỗ pháp tắc lĩnh vực cái xiềng xích lao lung này đã tiếp cận pháp tắc lĩnh vực vô hạn thu chi pháp tắc lĩnh vực ở bên trong khu vực này thu chi pháp tắc được tăng cường cực lớn bất cứ cái sinh mệnh gì đều sẽ nhanh chóng héo rũ điêu linh nếu như là người sống ở bên trong này sẽ trong thời gian rất ngắn trở nên già yếu khác với pháp tắc thời gian thu chi pháp tắc làm già yếu không phải thời gian trôi qua tạo thành mà trực tiếp khiến sinh mệnh tiến nhập thời kỳ cuối đây mới là điểm đáng sợ nhất đáng chết cắt trạch đang chuẩn bị tiến lên khoái mắt vừa đúng thoáng nhìn đường thiên hắn cưỡng ép dừng lại lão đại chẳng thấy có chút lo lắng a à, hắn trong lòng chuyển động với ánh mắt của lão đại thứ mình có thể nhìn ra lão đại nhất định có thể nhìn ra Thế nhưng vì sao lão đại không chút nóng này nào chứ? Lẽ nào có cái gì mình chưa nhìn ra sao? Âm thầm tỉ mỉ quan sát đường thiên, các trạch bỗng nhiên bắt được vẻ hưng phấn trượt lóe lên trong mắt đường thiên, rồi biến mất, lập tức ý thức được, mình nhất định là đã bỏ sót cái gì. Hắn kiềm chế lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngủ yên chi hải. Con mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, nhịn không được nhẹ di một tiếng. Bên trong la lung xiềng xích, A Tín đã hoàn thành toàn bộ bố trí, ánh mắt mọi người đều không khỏi dùng mình chiến trận thật kỳ quái, toàn bộ chiến trận tựa như một thanh trường kiếm dựng thẳng, hư ảnh binh sĩ tầng tầng chồng lên, cấu thành một cái thần kiếm tráng kiện. cái này là mọi người đều nhìn không hiểu, chưa từng có ai bày ra chiến trận hình thù kỳ quái như thế. phải biết rằng chiến trận có rất nhiều điều phải chú ý, tuyệt không phải tùy tiện bày ra một cái hình dạng mà là chiến trận. A tín phiêu phù ở chỗ cao nhất là vị trí mũi kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, trên mặt hiện lên một mặt tươi cười lập tức làm một cái cử động ngoài dự liệu mọi người. Động tác của A Tín ngoài dự đoán mọi người lại đơn giản vô cùng, hắn buông bất tử kiếm trong tay ra, bất tử kiếm rơi vào ngủ yên chi hải, không bắn lên chút hoa sóng nào. Cái này là, trong mắt mọi người hiện lên một tinh nghi hoặc không lý giải được tòa thanh thu của Thu Thiên Kình đã vững vàng khống chế cục diện, mọi người đều đang chờ đợi A Tín dùng thủ đoạn kinh thiên gì đó nhằm lật bàn. Khí tức từ tòa thanh thu cũng không cường hãn, nhưng mà sát cơ như vụ, hoàn toàn bao phủ ngủ yên chi hải, a tín có tránh cũng không thể tránh khi binh đoàn chiến đấu với nhau thì kiêng kỵ nhất là chuyện không có bất cứ không gian gì khuyết thiếu không gian thường thường có nghĩa là song phương cần phải quyết một trận tử chiến cục diện trước mắt chính là như thế tỏa thanh thu của thu thiên kình vững vàng khống chế cục diện a tín cố nhiên vô pháp né tránh quanh co mà binh đoàn của thu thiên kình cũng vô pháp di động nếu như a tín có thể đánh vỡ tỏa thanh thu thu thiên kình và binh đoàn của lão tất nhiên sẽ bị thương nặng mà nếu như a tín vô pháp lao ra khỏi tòa thanh thu vậy thì hắn cũng chỉ có một kết quả chết ở trong trận hỏa tướng quân âm thầm lắc đầu dù cho tòa thanh thu của thu thiên kình chưa phải là pháp tắc lĩnh vực chân chính nhưng mà nó đã tiếp cận lắm rồi gã nghĩ không ra thủ đoạn gì có thể trốn ra được dù cho chính bản thân gã bị hãm vào trong đó e là có chạy đằng trời danh tiếng của gã không chút kém hơn thu thiên kình nhưng mà lúc này rất là bội phục thu thiên kình thu gia thực sự là nghịch thiên đã có một thu hút hoa vậy mà lại xuất hiện thêm một thu thiên kình vốn gã đối với tên hồn tướng gọi là a tín kia còn có mấy phần mong đợi cấp thượng tướng khiến gã có quá nhiều không gian để tưởng tượng nhưng mà khi nhìn thấy a tín ném bất tử kiếm trong tay vào ngụy yên chi hải gã hoàn toàn thất vọng gã tự cười diễu cái này mới bình thường mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc chỉ cùng lắm là cái tiểu danh môn làm gì có khả năng có thượng tướng hồn tướng chân chính đáng tiếc không phải quang minh kỵ sĩ đoàn trong lòng gã thầm nói nếu như là quang minh kỵ sĩ đoàn vậy thì hoàn mỹ rồi Quang Minh kỵ sĩ đoàn là mục tiêu chủ yếu của bọn gã, đã có thể thực hiện được mục đích còn có thể tiêu hao thực lực thu ra, một tên bán hai chim. Bên trong chiến trận tràn ngập thu chi pháp tắc, hồi sắc vũ khí lặng yên không một tiếng động rót vào thân thể A à Tín và hư ảnh binh sĩ, trên người bọn họ sinh trưởng ra từng đóa thu xương bạch sắc, khí tức héo rũ, hủ bại, điêu linh từ trên người bọn họ tràn ra, bọn họ tựa như rừng cây giữa trời thu. Bạch sắc thu xương tựa như loài rêu yêu dị, sinh trưởng ở bên ngoài thân thể bọn họ, sinh cơ của bọn họ đang điêu linh đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được chỉ một hồi bên ngoài thân bọn họ có một phần ba bị thu xương che phủ khi thân thể bọn họ bị thu xương hoàn toàn che phủ sinh mệnh bọn họ liền đi tới phần cuối bọn họ không có thân thể nhưng mà bọn họ cũng sẽ triệt để tiêu tán đến lúc đó chẳng có vết tích gì lưu lại cắt chạch nhìn thấy thế từ đáy lòng hít vào một hơi đây là lần đầu tiên hắn trông thấy pháp tắc lĩnh vực tuy rằng không phải pháp tắc lĩnh vực hoàn chỉnh nhưng mà nó đã tiếp cận pháp tắc lĩnh vực lắm rồi, hoặc là nói nó đã có rất nhiều đặc điểm của pháp tắc lĩnh vực, tỉ như thu xương, đó là kết quả do thu chi pháp tắc ăn mòn. Tại thánh vực, bất cứ cái năng lượng cháo gì ở trước mặt nó đều như là không khí, nó ăn mòn không phải là phương diện năng lượng, đây mới là điểm đáng sợ nhất của nó. Nhưng vào lúc này, ngủ yên chi hải đang bình tĩnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Ngủ yên chi hải giống như sống lại, nước biển đen kịt, như mực dọc theo xiềng xích lan tràn về phía trước, nơi nó đi qua, kim hoa văn sáng ngời trên xiềng xích lập tức ảm đạm xiềng xích xám trắng bị nhuộm thành xiềng xích màu đen nhìn qua dị thường quỷ dị nước biển màu đen không chỉ lan tràn dọc theo xiềng xích xám trắng toàn bộ mặt biển đang dâng lên giống như ở đáy biển sâu không thấy đáy có quái vật gì đó đang thức tỉnh khiến người ta giật mình chính là đám người a tín không có bất cứ động tác gì để tránh hư Anh binh sĩ bọn họ vẫn duy trì động tác và phương vị như vừa rồi không chút động đậy nước biển đen kịt như mực ngập quá mắt cá chân của hư ảnh binh sĩ dưới tầng thấp nhất vết sách hồng tuyến trên người binh sĩ đột nhiên trở nên sáng ngời nước biển ngập lên cẳng chân bắp đùi eo của bọn họ thu xương nhợt nhạt băng lãnh bị nước biển tràn qua trong nháy mắt tan rã ngủ yên chi hải không ngừng dâng lên tựa như một con quái thú kinh khủng mà tham lam thôn phệ tất cả những gì nó có thể thôn phệ đây là thủ đoạn gì cắt trạch trợn tròn mắt hắc thủy kia là cái quỷ gì chiến trận của đối phương thế mà bắt chước pháp tắc lĩnh vực gần như hoàn mỹ kim hoa văn trên những xưởng xích xám trắng kia chính là thu chi pháp tắc thế nhưng trước mặt hắc thủy lại không có bất cứ sức chống cự gì cái này cái này cái này ánh mắt các trẻ gắt gao nhìn chằm chằm vào ngủ yên chi hải hiện tại hắn mới hiểu được mình đã bỏ qua ngủ yên chi hải hắn lúc thì cao mày lúc thì giãn ra cảm thấy trong óc là một mảnh hỗn loạn nước biển màu đen rốt cuộc là cái gì một loại năng lượng không đúng bất luận loại năng lượng gì cũng không thể dễ dàng đánh bại thu chi pháp tắc như thế pháp tắc cát trạch vẫn lắc đầu pháp tắc va chạm với nhau tuyệt đối không thể nào lặng yên không một tiếng động như thế trừ phi đẳng cấp hai cái có chênh lệch thật lớn thu chi pháp tắc của tòa thanh thu đã gần với pháp tắc lĩnh vực cao dài hơn nó vậy cũng chỉ có pháp tắc lĩnh vực rồi lẽ nào ngùi yên chi hải là một mảnh pháp tắc lĩnh vực cát trạch có chút há hốc mồm biểu tình trên mặt hòa tướng quân dại ra mắt hắn mở trừng trừng nhìn nước biển màu đen lan tràn dọc theo xưởng xích hôi sắc trong lòng gã cảm thấy rất kỳ quặc vừa mới rồi vạn đạo xưởng xích hạ xuống như dây leo điên cuồng sinh trường hiện tại nước biển màu đen cũng như dây leo dọc theo xưởng xích xám trắng điên cuồng sinh trường gió nước thay phiên luân chuyển sao nước biển vậy mà lại có thể ăn mòn xưởng xích trong lòng hỏa tướng quân có thể nói là khiếp sợ nhưng mà ánh mắt gã nhìn mặt biển không ngừng bốc lên nước biển cuộn trào mãnh liệt tựa như quái thú đáng sợ điên cuồng thôn phệ hư ảnh binh sĩ thế nhưng hư ảnh binh sĩ phía trên lại không chút động đậy tựa như không thấy nước biển dâng lên hiến tế hỏa tướng quân cảm thấy mình xem không hiểu đúng vậy có quá nhiều chỗ hắn xem không hiểu a tín có thể đoán được sắc mặt mọi người khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ không thể xét bọn họ sao có thể đoán được bởi vì bọn họ không biết ngủ yên chi hải là cái gì ngay từ đầu hắn liền không dự định dùng tàn hồn của bất tử kiếm đi liều chết với đối phương hắn luyến tiếc Tuy rằng những tàn hồn này đều chỉ còn lại có một ít chấp niệm, nhưng mà cũng chính vì như thế, hắn luyến tiếc, chấp niệm của bọn họ sâu như thế, nhưng mà vẫn chỉ là chấp niệm. Một khi bị tổn, bọn họ liền sẽ triệt để tiêu thất khỏi thế giới này, sẽ không lưu lại cái gì. Hắn luyến tiếc, hắn còn có biện pháp khác, đó chính là ngủ yên chi hải. Chẳng ai biết được, ngủ yên chi hải là cái gì, chẳng ai biết được, nó từ đâu mà đến, bọn họ đều đã bỏ qua ngủ yên chi hải, cái phiến hải dương màu đen sâu không lường được này. Ngủ yên chi hải là do toàn bộ nam thập tự binh đoàn phí vô số thời gian chế tạo thành, tiền thân của nó là một vùng tử hải, tràn ngập tử khí, dù chỉ tới gần một chút cũng sẽ bị tử khí ăn mòn. Sau này đội trưởng phát hiện, tử khí chính là tử vong pháp tác, đối với người sống mà nói, chính là kịch độc, đối với người chết lại là phúc địa. Hơn nữa kỳ diệu nhất ở chỗ sâu trong tử hải, giải đất tử khí nồng nặc nhất ở trung tâm, có một hải nhãn, lại dựng dục sinh cơ kinh người trong tử hóa sinh xương khô sinh liên lập tức binh đoàn ý thức được sự huyền diệu của phiến tử hải này đi tìm vô số kỳ chân dị bào sinh hồn chi vật ném vào cái phiến tử hải này đồng thời tại hải nhãn kiến tạo một tòa ngụy yên hồn điện gọi là sinh điện lại tại chỗ khác của tử hải kiến tạo 12 tòa thiên điện là tử điện chấn thủ tử hải giữa mỗi một tòa tử điện và sinh điện dùng xiềng xích liên thông treo đầy minh bài của binh sĩ hy sinh đây mới là ngủ yên chi hải dốc toàn lực nam thập tự binh đoàn để chế tạo ra ngủ yên chi hải một vạn nam dựng dục nó đã hoàn thành luật xác người khác sẽ bỏ qua uy lực của ngủ yên chi hải nhưng a tín thì không bởi vì năm xưa hắn đã từng tự mình tham dự nam thập tự binh đoàn không tinh thông pháp tắc nhưng mà trong tử hóa sinh bọn họ biết được thần kỳ cỡ nào bọn họ không ngờ được chuyện cái biến nó chỉ không ngừng tầm bổ nó trải qua thời gian dựng dục cuối cùng thành tựu vô thượng uy năng thu chi pháp tắc của thu thiên kình xác thực không phải chuyện đùa Đặc biệt cảnh giới cao, khiến người ta không thể chống lại, nhưng nếu thu thiên kình đã từng sống ở tội vực, lão nhất định sẽ biết, giữa những pháp tắc khác nhau, bản thân nó có phần chia cao thấp. Tam đại pháp tắc cơ bản cường đại nhất phức tạp nhất mênh mông nhất, cũng là tam đại trụ cột của hệ thống pháp tắc, đó chính là thời gian, không gian, sinh tử. Nước biển màu đen nguyên bản chỉ có tử khí, chỉ có hải nhãn mới có sinh cơ, nhưng mà kinh lịch vạn năm tầm bồ, những kỳ chân dị bảo năm xưa kia đã sớm được từ hải tiêu hóa ngủ yên điện chuyển hóa ngủ yên chi hải sinh tử lưỡng khí không bao giờ phân biệt rõ ràng như năm đó nữa mà là từ từ hòa hợp nhất thể cùng theo đám cát trạch lan lộn một thời gian a tín đối với pháp tắc lý giải là khác sâu hơn nhiều trước đây hắn có cảm ngộ với thứ này chỉ là tầng cửa sổ giấy kia thủy chung không thể phá vỡ đám cát trạch chỉ hơi chút chỉ điểm rất nhiều chỗ trở nên rộng mở trong sáng khi hắn tiếp nhận bất tử kiếm liền sinh ra rất nhiều minh ngộ ngủ yên chi hải và 13 điện tàn hồn binh đoàn đã triệt để hòa hợp nhất thể cái này cũng lý giải vì sao ngủ yên chi hải ở trong bất tử kiếm sau khi minh bạch những thứ này hắn liền tâm sinh định kế lực lượng bản thân ngủ yên chi hải cực kỳ đáng sợ chỉ cần kích phát lực lượng bản thân ngủ yên chi hải thì đã đủ rồi quả nhiên như hắn dự liệu xiềng xích thu chi pháp tắc gặp đến nước biển ẩn chứa sinh tử pháp tắc tức thì bị ăn mòn cái này là khoảng cách giữa pháp tắc vô pháp vượt qua cảm thụ được thu chi pháp tắc của phe mình đang tiêu giảm với tốc độ kinh người chiến trận vận chuyển trở nên vô cùng ngưng trệ sắc mặt thu thiên kình đại biến sao lại xảy ra như vậy nước biển đen ngòm điên cuồng lan tràn dọc theo xưởng xích làm cho thu thiên kình chịu áp lực cực lớn thu chi pháp tắc tan rã như băng tuyết làm lão cảm thấy rất sợ hãi nước biển màu đen rốt cuộc là cái gì vì sao thu chi pháp tắc của mình không chịu được một kích như thế thu thiên kình biết rõ lúc này không có đường lui lão nổi giận gầm lên một tiếng trong miệng phun ra một trùng huyết vụ huyết vụ phun vào xiềng xích cấp tốc chìm vào xiềng xích biến mất tam tích quang mang xiềng xích tăng vọt ở một chỗ khác trên xiềng xích tình thế mỏ đen lan tràn liền bị ngăn chặn cái tướng sĩ thấy thế không hẹn mà cùng cắn đầu lưỡi một ngụm tinh huyết phun vào xiềng xích của mình tình thế mỏ đen lan tràn quả nhiên giảm đi xiềng xích tăng vọt quang mang hàn ý lạnh lẽo bao phủ ngụy yên chi hải thu xương lại lần nữa xuất hiện lần này dày hơn hẳn vừa rồi Thu xương dày đặc lan tràn dọc theo sườn xích, mỏ đen liên tiếp bại lui. A tín không chút động lòng, tựa như chưa nhìn thấy. Lúc này trên mặt biển chỉ còn lại có một mình A tín, toàn bộ hư ảnh binh sĩ đều bị nước biển nhấn chìm. A tín không để ý đến thu xương lại lần nữa hiện lên, hắn nhìn mặt biển dưới chân, lộ ra vẻ mong đợi. ầm ầm, ở chỗ sâu trong ngủ yên chi hải vọng một tiếng nổ, đột nhiên sóng giữa quay cuồng trên mặt biển, cuồng phong gào thét, tựa như có vô số nhiệt long đang làm mưa làm gió đạp chân trên mặt biển a à tín sừng sững bất động ánh mắt hắn tăng vọt trên mặt khó nén hưng phấn trong miệng bạo quát ra đi âm thanh ầm ầm không ngừng bên tai ở chỗ sâu trong đáy biển giống như núi lở đất dung bầu trời đột nhiên tối sầm mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập bầu trời vừa rồi còn là tinh không vạn dặm trong nháy mắt mây đen buông xuống giống như đêm tối âm u ngân sắc thiểm điện cuồn cuộn trong tầng mây dày đặc tiếng sấm nặng nề tựa như trọng cột đập vang trong lòng mọi người trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Trời sinh dị tượng. Đây là trời sinh dị tượng trong truyền thuyết, truyền thuyết là khi có thứ gì đó khó lường xuất thế va chạm sẽ có dị tượng kèm theo, cái gọi là dị tượng, trên thực tế là pháp tắc cộng minh, nhưng mà muốn khiến cho pháp tắc trong thiên địa cộng minh là cực kỳ chắc trở, tại tụi vừa còn tương đối dễ dàng, Cố Tuyết đã từng giác ngộ mà bầu trời xuất hiện cầu vồng, thế nhưng ở tại thánh vực, nơi năng lượng vô cùng dư thừa, khiến cho pháp tắc trong thiên địa cộng minh có độ khó rất rất cao không biết phải cao hơn bao nhiêu lần so với tội vực trời sinh dị tượng cũng thành một truyền thuyết mọi người không tự chủ ngừng thở mở to con mắt e là bỏ qua bất cứ một chi tiết gì các thành thị khác ở thánh châu lúc này không ngừng có người bay lên thiên không khuôn mặt hẳn in nét hoảng sợ mà nhìn về phương hướng thu sát viện bọn họ có thể cảm thụ được năng lượng xung quanh trở nên khác thường tuy rằng không biết nơi đó phát sinh cái gì nhưng mà trời sinh dị tượng tuyệt đối là thứ cường hãn vô cùng ngay cả đường thiên cũng là trợn mắt há mồm ngủ yên chi hải ở trên tay mình không có động tĩnh gì ở trên tay a tín vậy mà lại có thể gây ra thiên địa dị tượng thực sự là quá lợi hại rồi thiếu niên quả thực quá có ánh mắt đường thiên vừa rào rạt đắc ý ca ngợi ánh mắt mình vừa mở to con mắt hắn cũng sung mãn hiếu kỳ dù sao bất tử kiếm là do hắn mang ra hơn nữa còn là một màn chấn động nhân tâm như vậy ở trong lòng hắn hắn chỉ cảm thấy hưng phấn và mong đợi vô luận là chàng diện lớn như thế nào đều xứng đôi bất tử kiếm bọn họ chính là một đám truyền kỳ lúc này áp lực lớn nhất không thể nghi ngờ là thu thiên kình vốn khí thế thu xương đại tăng đột nhiên gặp đến một luồng trời lực vô hình mặt lão biến sắc thu chi pháp tắc đến tận giờ đều không có gì có thể kháng cự a à, ngay cả năng lượng cháo cũng không thể ngăn trở luồng trời lực vô hình này là cái gì trong lòng lão còn đang nghi ngờ dị tượng trên bầu trời khiến lão sợ đến hồn phi phách tán mặt soạt một cái trắng bệch như tờ giấy từ khi khai chiến tới nay lần đầu tiên tâm lão sinh ý lui ngay cả trời sinh dị tượng trong truyền thuyết cũng xuất hiện rồi, trước mặt mình là cái quỷ gì vậy? Thanh thế kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt đánh tan chiến ý của Thu Thiên Kình. Đột nhiên Thu Thiên Kình cắn đầu lưỡi, mùi tanh của máu tươi tràn ngập trong miệng lão, sự đau đớn khiến thần trí lão thanh tỉnh mấy phần, trong lòng lão hiện lên một tia nghĩ mà sợ, lão thân kinh bách chiến, biết là vào thời điểm này, cần phải kiên định hơn, dù trong một tia do dự và e sợ, chỉ sẽ làm bọn họ chết không có chỗ chôn. Cái này là cục diện trong tử cầu sinh, sinh cơ chỉ có từ trong tử chiến mà cầu được. Lão bay đến giữa tướng sĩ, thần sắc thành kính, thấp giọng niệm tụng, thánh vực thu thị, kéo dài vạn năm, lương hòa truyền thừa, duy ta chi thu. Mỗi một câu lão niệm ra, trên thân thể binh sĩ xung quanh liền toát ra một luồng vũ khí màu trắng, trong nháy mắt, vũ khí màu trắng liền bao phủ toàn bộ thu sát binh đoàn. Trên biển động đen ngòm, một đoàn vũ khí màu trắng như đóa mây, hạ xuống vạn đạo xinh xích. Oanh! một tiếng nổ vô số hoa sóng màu đen đột nhiên nổ tung một tòa điện thanh đồng nguy nga phong cách cổ xưa chậm rãi trồi lên mặt nước đại môn của điện thanh đồng đóng chặt phía trên chạm khắc bốn ngôi sao màu đen hợp thành một chữ thập bất quy tắc tại trên bốn mặt tường có khắc bốn chữ vô hộ vĩnh an 12 sợi thừng đỏ một đầu treo tại đình điện một đầu khác chìm vào chỗ sâu trong ngủ yên chi hải nó căng ra thẳng tắp đường thiên cảm thấy tòa điện thanh đồng này nhìn có phần quen mắt giống như từng nhìn thấy ở nơi nào rồi một lát sau, hắn đột nhiên vỗ đầu. Đây không phải là hồn điện của nam thập tự binh đoàn sao? Hắn ngây ra một lúc, trong lòng này sinh ý nghĩ, lẽ nào? A tín không ngẩng đầu nhìn bầu trời cái nào, ánh mắt hắn căn bản không ly khai ngủ yên chi hải dưới chân dù cho chỉ phút chốc. Khi hắn nhìn thấy điện thanh đồng, thì thao lầm bẩm ngủ yên điện, thực sự là xin lỗi. Khi hắn nhìn thấy trên sợi thừng đỏ không có minh bài thanh đồng, mà trống không chẳng có một vật thì trên mặt lại cười lần nữa. Trên không trung, thu thiên kình tụng niệm, áo gió sương hoa thu ý tâm ta dùng cái gì dẫn ba huyết ba khô dẫn gió thu dẫn mưa thu dẫn sương thu vạn vật đều tiêu điều sinh mà không phát năm tháng thoáng qua không được quy phản thanh âm lão không lớn nhưng mà mỗi lần niệm tụ một câu liền trắng một phần khí thế liền tăng thêm một phần phốc 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 mọi binh sĩ của thu sát binh đoàn lòng bàn chân tại tim mi tâm ba chỗ đồng thời bùng nổ ba đoàn huyết vụ huyết vụ vừa rời thân thể bọn họ liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà biến trắng còn chưa kịp tiêu tán huyết vụ nguyên bản đỏ tươi liền biến thành vũ khí tái nhợt kết hợp nhất thể với xương trắng trong không khí vũ khí màu trắng rót vào trong xương xích vạn đạo xương xích cầm ẩm vận chuyển rầm 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 vang vọng thiên địa giống như cơn lũ tràn qua thanh thế thậm chí vượt qua ngù yên chi hải thần sắc hỏa tướng quân biến ảo trong lòng hoảng sợ gã không nghĩ rằng một trận chiến này lại đánh tới tình trạng thảm liệt như thế thực lực của song phương đều vượt quá dự đoán của gã các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khiến gã trong nhất thời có phần bị đả kích được rồi đả kích thì đả kích tối thiểu còn có thể sống là được gã nhìn thoáng qua thu thiên kình trong lòng cảm khái vạn phần thu thiên kình mặt vàng như nghệ khí thế lại giống như thần linh nhưng mà hòa tướng quân biết rõ lần này thu thiên kình liều cái mạng rồi một trận chiến này dù thắng lão và thu sát binh đoàn cũng nguyên khí đại thương đáng chết tại thời điểm mấu chốt như vậy thực lực phe mình chịu tổn thất chẳng phải là điểm báo tốt đẹp gì nhưng mà tại thời điểm này có đánh chết gã gã cũng sẽ không xuất thủ thu thiên kình có lý trí hay không thì chưa biết mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc cũng lộ ra vẻ tà môn không biết vì sao vốn không sợ trời không sợ đất bây giờ gã lại có một tia kính nể và sợ hãi khó giải thích đối với đám người mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc này nhưng vào lúc này cửa điện thanh đồng ầm ầm mở toang ánh mắt mọi người lại bị hấp dẫn một cái thân ảnh màu đen từ bên trong điện đi ra cái thân ảnh màu đen này dĩ nhiên là thân thể do nước biển ngủ yên chi hải cấu thành toàn thân hắc thủy nhân này mơ hồ có thể thấy vết dạn hồng sắc tựa như vết máu cái này là những hư ảnh binh sĩ kia biến thành không đợi mọi người phản ứng lại một hắc thủy nhân đi ra cũng ẩn hiện vết máu từng hắc thủy nhân giống như thủy chiều cuồn cuộn không ngừng từ bên trong điện thanh đồng đi ra bên trong điện thanh đồng giống như có hắc thủy nhân vô cùng vô tận bọn họ nối đuôi nhau mà ra hắc thủy nhân đi ra không nói một lời đi tới bên cạnh a tín nghiêm nghị đứng đó xung quanh a tín hắc thủy nhân càng lúc càng nhiều bọn họ xếp hàng ngũ chỉnh tề nghiêm túc vô thanh khi một gã hắc thủy nhân sau cùng bước ra khỏi điện thanh đồng cửa điện vô thanh đóng lại lại chìm vào ngủ yên chi hải chiến trận như rừng tình cảnh xâm nghiêm một vạn năm đã quá lâu rồi cuối cùng mọi người lại tương phùng với nhau ánh mắt a tín đảo qua các chiến hữu bên cạnh đó bọn họ chỉ còn lại có một lũ chấp niệm dù cho bây giờ mình có nước của ngủ yên chi hải dựng dục thân thể cho bọn họ nhưng mà bọn họ vẫn không có ký ức không có linh trí nếu như không phải nước biển của ngủ yên chi hải kiêm cả sinh và tử lại hòa đồng với khí tức bọn họ thì ngay cả làm lại thân thể cho bọn họ cũng không thể làm được a tín đã rất thỏa mãn đúng vậy có thể gặp lại mọi người là may mắn biết bao nhiêu biết rõ mình không phải gắng gượng chiến đấu một mình biết rõ mọi người năm xưa chưa từng quên mất hệ ngôn kỳ thực rất nhiều lúc cũng biết dãy dụa như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa tựa như nam thập tự binh đoàn đã mai một dù cho bây giờ kiến lập lại cũng không còn là binh đoàn năm xưa nữa thế nhưng thế thì đã sao bản thân mình vẫn sẽ làm như vậy vô luận điều đó có ngốc tới cỡ nào chiến hữu một vạn năm gặp lại a à? thật là cao hứng biết rõ chiến hữu ngày trước cũng như mình cũng làm chuyện ngu xuẩn mà không có ý nghĩa thật là hài lòng a à? đây là chúng ta Chúng ta chính là như vậy, ngu xuẩn như vậy, đến tận giờ chúng ta vẫn không giống với người khác. Trong huyết quản chúng ta chính là cùng một loại hỏa diễm, in khắc trong linh hồn, chúng ta chính là cùng một loại tín niệm. Một vạn năm sau lại sóng vai A, à, dù cho các ngươi chỉ còn lại có một lũ chấp niệm, ngọt ngào lắm thay A. À. Việc trọng đại như thế, chỉ có thắng lợi, mới không cô phụ. Ánh mắt hướng lên bầu trời, con mắt trải qua vạn năm tang thương, trầm tĩnh như nước, không thấy chút gợn sóng, giống như mặt hồ phản chiếu đám mây và vạn đạo sừng xích trên bầu trời. Binh hồn không tiêu tan, chiến địa vĩnh tồn, thập tự tâm ta, tinh thần không ngã. Hắn nhẹ giọng nỉ non, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm, có bao nhiêu người còn nhớ được bốn câu nói này, lại có bao nhiêu người còn nhớ rõ bốn câu, nói này có ý tứ gì. Tám chiêu, năm đó tám đại sát chiêu của năm thập tự binh đoàn uy chấn thiên hạ, bây giờ còn có bao nhiêu người còn nhớ rõ. A tín có thể tấn chức thượng tướng, trở thành nhân vật số hai trong binh đoàn, ngoại trừ hắn có cái nhìn đại cục xuất sắc thiên phú kinh người nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì hắn là một gã đội viên duy nhất luyện thành tám đại sát chiêu ngay cả đội trưởng cũng chỉ luyện được bảy chiêu khôi hài nhất là một chiêu mà đội trưởng không luyện được chính là chiêu mọi người không ai nghĩ tới thập tự liêm trong tám đại sát chiêu thập tự sát được công nhận là sát chiêu có độ khó nhỏ nhất cũng là sát chiêu nhiều người học được nhất thế nhưng chẳng biết vì sao đội trưởng học mãi không được đội trưởng giận dữ dứt khoát tự sáng lập thanh hồng thập tự liêm nhớ tới chuyện cũ năm xưa a tín tự nhiên mỉm cười 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 trên khuôn mặt hắn có thêm mấy phần sát khí đúng vậy một ngày hay như vậy há có thể dùng chiêu thức phổ thông để kết thúc đột nhiên hắn một bức lăng không thân hình cất cao mấy trượng ở phía trên chiến trận đôi mục quang mang sắc bén như đao a tín quát lạnh sát binh sĩ chiến trận ở phía dưới mỗi người mười ngón như hoa tươi nở ra giữa bàn tay thoáng hiện một điểm quang mang ngủ yên chi hải màu đen giống như màn đêm thâm thúy mà không lường được rồi đột nhiên sáng lên điểm điểm quang mang giống như sao sáng khắp bầu trời phảng phất tâm hữu linh tê thu thiên kình trên bầu trời đồng thời bạo quát sát đám mây hạ xuống vạn đạo xình xích giống như vạn con mãng xà thật lớn quay cuồng chúng nó gào thét kèm theo thanh thế đáng sợ đánh về phía a tín hơn vạn đạo xiềng xích thể hình đáng sợ vũ động linh hoạt che phủ bầu trời thái sơn áp đỉnh khiến người tránh cũng không thể tránh tâm sinh tuyệt vọng, vô số sương trắng tràn ngập, sương thu rơi vãi, bài tán loạn như tuyết. A Tín ngửa mặt, khí lưu kích động thổi tóc hắn bay loạn, con mắt hắn không nháy, tinh quang trong chiến trận phía dưới bay về phía A Tín. A Tín giang hai tay, giống như nghênh tiếp vạn đạo xương xích đang gào thét mà xuống, thân thể đổ về phía sau. Ông, vô số quang điểm từ phía dưới bay tới, bắn trúng thân thể hắn, thân thể hắn không có một tia rung động, hắn giống như nằm ngửa trên mặt biển toàn thân giống như khảm vào bên trong vòng sáng tỏa ra, quanh thân đều là quang mang chói mắt. Khóe miệng A tín hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tỏ ra hưởng thụ, vẫn là cảm giác quen thuộc A. Tầm mắt hắn bỗng nhiên tối sầm, bóng đen giống như ngọn núi kịch liệt phóng lớn trong mắt hắn. Vạn đạo xiềng xích tráng kiện như cự mãng vạn xoắn vào nhau, che khuất bầu trời trong mắt A tín, không khí đang rung động. A tín đang nằm ngửa có thể cảm giác được thân thể mình căng ra, vô pháp chạy trốn. Thu chi pháp tắc của đối phương cường đại chưa từng có, tất cả pháp tắc khác trong không gian xung quanh đều bị nó để ra ngoài pháp tắc lĩnh vực khu vực này bây giờ là pháp tắc lĩnh vực chân chính tại cái phiến không gian này mình đã bị tỏa định bất cứ né tránh gì đều là phí công vô pháp tránh né vậy thì cứng đối cứng nụ cười trên khóe miệng a tín đột nhiên biến mất khí tức sắc bén hung mãnh đột nhiên từ thân thể hắn bạo phát ra giống như cự long ngủ say muôn đời đung đưa tỉnh lại kinh lịch chiến dịch tàn khốc nhất chưa từng e sợ kinh lịch vạn năm ma luyện chưa từng buông tha. Thiếu niên trước đây, đã từng là thượng tướng, đã từng là A tín, tại giờ khắc này tỉnh lại. Sự sắc bén trước đây, đã từng phô danh, đã từng trải qua huyết và hòa, bay qua vạn năm, đạp không mà đến. Hai tay mở ra, đột nhiên vòng tại trước ngực, tạo một đường tròn hoàn chỉnh. Quanh thân hắn viêu phủ quang mang sáng ngời, đột nhiên có rút vào giữa hai tay hắn, tụ tập thành một cái quan điểm sáng ngời. Độ sáng quan điểm giữa hai tay đang kịch liệt tăng lên, trong nháy mắt độ sáng liền trói lòa mắt thường vô pháp nhìn thẳng thân hình a tín hoàn toàn bao phủ ở trong quang mang rực sáng trói mắt vô pháp nhận biết tinh thần pháo a tín giống giận giống như sấm sét nổ vang cột sáng cuộn trào mãnh liệt từ vòng tròn hai tay hắn ầm ầm bắn ra một cột sáng rực sáng ầm ầm bắn chúng xưởng xích từ trên trời giáng xuống oanh ngân quang trói mắt thôn vệ tất cả trong thiên địa một mảnh trắng xóa hạng người nhãn lực cho dù tốt lúc này cũng không nhìn thấy vật gì ngay cả da thịt lộ ra cũng có thể cảm thụ được cảm giác như kim đâm sóng xung kích kinh khủng âm âm tàn sát bừa bãi hỏa tướng quân ở gần không kịp có bất cứ phản ứng gì tựa như bị một tấm tường sắt gào thét ép qua cả người gã trực tiếp quẳng lên bay ra ngoài mấy chục trượng mới đứng vững thân hình gã liều mạng mở to hai mắt tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy ngân quang trói mắt chiếu sáng trắng khuôn mặt đầy hoảng sợ của gã gã còn đỡ tuy rằng khí huyết bốc lên nhưng mà không thụ thương binh sĩ dưới trướng gã lại không có tốt như vậy tán loạn, kêu rên khắp nơi. Đường thiên phản ứng nhanh nhất, cứ xa độn cái đã. Nhưng mà lực lượng sóng xung kích vẫn chấn động, khiến cả người hắn tê dại, trong lòng hắn hoảng sợ, hắn không ngờ được uy lực một kích này, vậy mà lại kinh khủng như thế. Nhưng mà nghĩ lại một thoáng, A Tín là thượng tướng, tự nhiên thấy thoải mái. Tuy thế uy lực một chiêu này thực sự là kinh khủng a à? Bạch Quang còn chưa tán đi, đường thiên cũng thấy không rõ lắm. Thức tỉnh thần trang, lúc bình thường hắn dùng lần nào cũng hiệu quả lúc này lại không có bao nhiêu tác dụng, hẳn là pháp tắc khu vực kia đã hỗn loạn, Đường Thiên chưa từng thấy tràng diện pháp tắc hỗn loạn như thế, hắn thậm chí có chút lo lắng, phiến không gian này liệu có bị sụp đổ. Thật là đáng sợ. Quả nhiên thượng tướng các loại gì đó, đều là biến thái a. Đám cát chảy không may mắn như Đường Thiên vậy, bị sóng nổ tung xung kích lớn hơn nhiều, mỗi người bọn họ thân hình chật vật, tóc tai bù xù, còn may là thực lực cá nhân bọn họ không tệ, tuy rằng chật vật hơn một ít, nhưng mà không có ai thụ thương hiện tại bọn họ mắt không thể nhìn thấy vật khuôn mặt kinh sợ trong lòng chán đầy sợ hãi bọn họ chưa từng gặp một kích dữ dằn như thế quang mang trói mắt chiếu cho khuôn mặt a à tín sáng như tuyết vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh như là đang ngẫm lại cảm khái hoài niệm tinh thần pháo không ngờ là nhiều năm trôi qua như vậy rồi mình vẫn xa lạ chút nào à quang mang trước mắt từng điểm ảm đạm tiêu tán tầm mắt hắn khôi phục như thường xiềng xích giống như cự mãng bay lượn khắp bầu trời đã tiêu thất không thấy ba huyết ba khô thu sát binh đoàn tiêu thất nơi bọn họ đứng trước đây là một cái động màu đen phiêu phù ở giữa không trung cái động màu đen hình như là thông tới hư không sâu không thấy đáy khí tức âm lãnh hư vô từ cái động bay ra xung quanh miệng động phủ đầy vết dạn màu đen như mạng nhện a tín lắc lắc đầu tiện nghi cho thu sát binh đoàn rồi nếu không phải gặp lại chiến hữu hắn chẳng muốn vận dụng cái chiêu này xưa dưới cái chiêu này không chạm hạng người vô danh tầm mắt hỏa tướng quân khôi phục gã trợn mắt há mồm mà nhìn cái hắc động giữa không trung đó đó là vết rách do không gian vỡ nát sản sinh ra gương mặt gã co quắp mười ngón phát run cái này cái này cái ra hỏa này rốt cuộc là cái người gì vậy mà một kích có thể đánh phá không gian nếu như không phải tận mắt nhìn thấy gã tuyệt đối không tin trên đời này có một kích kinh khủng như thế không gian vết rách từ từ tiêu thất mỗi cái không gian đều sẽ có năng lực tự chữa trị mà một khi không gian mất đi năng lực tự chữa trị vậy thì có nghĩa cái không gian này từ từ không khống chế được mà tiếp cận chôn vùi toàn bộ chiến trường lặng ngắt như tờ mỗi người đều bị một kích vừa rồi kia hù dọa ánh mắt mọi người nhìn về phía a tín thêm mấy phần kính nể trần cát trạch vẫn còn run rẩy những ngày này hắn và a tín quấn nhau thật lâu đối với cái gia hỏa này vừa là cười nhạo vừa là châm chọc lão thiên vì cái gì ngươi bày cái trò chơi như vậy vì sao tim ta đập nhanh như vậy vì sao ta run ghê gớm như vậy A Tín đại đại, chúng ta làm lại lần nữa được không? Các trẻ cảm thấy cuộc đời mình từ nay là một mảnh u ám, trong lòng phủ đầy bóng tối. A Tín bay xuống trước trận, nhìn từng cái khuôn mặt ngây ngây, không có ngũ quan, không có biểu tình, trong lòng hắn ấm áp, bọn họ đứng trang nghiêm bất động, khuôn mặt mỗi người đều hướng về phía hắn. Chiến địa vĩnh tồn, bọn ta vĩnh viễn kể vai chiến đấu. Vẻ mặt A Tín bình tĩnh, nụ cười trên môi, tựa như đang kể một chuyện vô cùng đơn giản. Nói xong, hắn thu liễm nụ cười trên mặt thân tình nghiêm túc trịnh trọng hành lễ với các binh sĩ trước mặt ba đáp lại hắn là quân lễ đều đặn nhịp nhàng a tín giữ bộ dáng hành lễ không chút động đậy binh lính hắc thủy trình tề trước mặt hắn chậm rãi chìm vào ngủ yên chi hải nước biển từng điểm nhấn chìm bọn họ bọn họ vẫn bảo trì tư thế hành lễ không chút động đậy đến tận lúc ngập đầu khi một đạo rung động sau cùng tiêu tán ngủ yên chi hải trở lại bình tĩnh ngủ yên chi hải đen kịt như mực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhạt dần thẳng đến khi tiêu thất một thanh kiếm thanh đồng rơi vào trong bàn tay a tín thân kiếm thanh đồng trở nên đen bóng tựa như một dòng hắc thủy vết dạn trước kia tựa hồ cũng chìm vào thân kiếm chỉ là mơ hồ mà thôi a tín tiêu sái trở lại thương thuyền nhìn thấy tiểu man vẻ mặt dại ra tức thì tinh thần rung lên lỗ mũi hướng lên trời ha 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 chấn kinh rồi hả ngây người rồi hả có đúng là bắt đầu sùng bái rồi hay không a nha nha đã bảo với người ta năm xưa cũng rất mạnh a à, tới để chúng ta tới giao lưu linh cùng thịt một trận khuôn mặt vốn dại ra của tiểu man lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến đỏ ngay sau đó là một đoàn hỏa diễm bùng bùng bốc lên trong mắt chả mã đao trong tay mang theo tiếng gió thổi phanh mặt đao dài rộng tựa như đập ruồi chuẩn xác đánh trúng gương mặt a à tín a à tín tựa như đống cát bay ra ngoài thình thịch thình thịch thình thịch hắn tựa như quả cầu thịt văng tới văng lui bên trong thương thuyền phanh a tín hung hăng va vào trên bong tàu vô số đốm sáng nhỏ bay lượn xoay quanh trước mắt hắn tê liệt trên mặt đất vẻ mặt dại ra kịch bản hình như rất không đúng a à. cái thời điểm này bò sữa không phải khuôn mặt sùng bái mà nhào tới sau đó mình bị chôn ở ai nha cảm giác hít thở không thông trong truyền thuyết hai chân a tín đạp loạn trong không trung một bàn tay cầm lấy cái cổ hắn tiểu man tàn bạo nói sẹo khỏi rồi liền quên đau ngay phải không a tín kinh sợ nhìn trả mã đao trên một tay khác của tiểu man đang hô hô bên dưới hắn a tín dướn cổ dùng hết khí lực nói giờ phát gào thét lui có chuyện hay để nói hả tiểu man cười nhạt ha ha ba ngày không đánh liền muốn dỡ nhà à nếu không phải hôm nay trước mặt cô ra người không làm mất người của chúng ta thì bây giờ phải cho một chỗ nào đó trên người ngươi ngắn đi một đoạn a à. cả người a tín như một con ve mùa đông sắc mặt trắng bệch ngay cả dãy ruộng cũng không dám cái song bạo nữ này cái gì cũng làm được à song bạo nữ là biệt hiệu do a tín len lén đặt cho tiểu man ý tứ là nữ nhân vừa bạo nhũ lại bạo lực đôi khi biệt hiệu đặt quá chuẩn cũng không phải chuyện tốt gì trên đường trở lại mai tư phỉ nhĩ đức thương hội a tín thủy trung xám xịt không có chút phong thái của người thắng trận đường thiên nằm ở trên ghế dựa mây hưởng thụ thiên huệ nhón hoa quả đút vào miệng nhìn a tín thương cảm bị tiểu man sai khiến xoay vòng vòng nào thấy được chút phong thái thượng tướng ở đâu nghĩ tới vừa rồi tư thế a tín oai hùng bệ nghệ thiên hạ lại nhìn nhìn dáng vẻ hiện tại lúng túng vâng lời này hàng ngàn hàng vạn cảm khái ở trong lòng đường thiên tụ thành một câu nói vẫn là thiên huệ tốt một kích kia của a tín còn làm đường thiên chấn động thật lớn đương nhiên chỉ là chấn động ở uy lực thuần túy đường thiên rất hiểu loại chiêu thức này không thích hợp với hắn bản chất của tinh thần pháo kỳ thực là một loại khống mang cái này là thủ đoạn và kỹ xảo đặc thù của võ tướng người khác học không nổi đường thiên từng thấy thủ đoạn khống mang của binh đại thúc lúc đó rất là khiếp sợ nhưng mà so với a tín hiện tại thì đó chỉ là tiểu gặp sư phụ thôi xem ra a a tín năm xưa khẳng định hành hạ binh đại thúc thành cầu binh đại thúc thật đáng thương trong lòng đường thiên rất là đồng cảm quyết định trở lại nhất định phải tìm cơ hội chế giữa binh đại thúc một câu khi đám đường thiên trở lại mai tư phỉ nhĩ đức thương hội ở bạch tuyết thành mai lị toan ngây ra một lúc sao nhanh như vậy đã trở về rồi dựa theo kế hoạch của đám đường thiên bọn họ định bụng chuẩn bị làm lớn một trận phải quậy cho đục khi đường thiên ly khai mai lị toan đâm nấp lo sợ toàn bộ mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc đều đặt cờ đường thiên nếu như đường thiên thua vậy thì mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục mai lị toa cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại nhân có phải là đã gặp phiền phức gì không đường thiên không nghĩ là mai lị toa sẽ hỏi vấn đề này suy nghĩ một cái nói một chút phiền toái nhỏ đường thiên nghĩ đến là chuyện thu thiên kình đã trực tiếp nhìn thấu ngụy trang toàn bộ kế hoạch lúc trước của bọn họ phải vứt đi rồi mai lị toa vô cùng lo sợ nàng biết rõ trong mắt vị đại nhân này của mình vấn đề có lớn cỡ nào đều là vấn đề nhỏ tim nàng tức thì muốn nhảy cả ra ngoài nhưng mà nàng thấy đường thiên không có ý nói ra đành phải xin cáo lui không tiện hỏi đường thiên nàng dự định hỏi đám cát trạch rốt cuộc đã phát sinh cái gì thế nhưng khi nàng tìm đến cát trạch nhìn thấy bộ dáng cát trạch mất hồn mất vía ánh mắt tan rã nàng cảm giác bất an cường liệt lại tìm người khác đột nhiên phát hiện ai nấy đều có bộ dáng này nàng đứng ở trong viện nửa ngày mà chả ai lý đến nàng nàng cho hỏi mấy người mọi người đều tỏ ra vô cùng chỉ độn. Tâm nàng không ngừng trầm xuống. Thất bại cỡ nào mới sẽ khiến những người này thất thố như thế. Mai Lị Toa cảm thấy sợ hãi từ đáy lòng, hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân nàng thực lực cát chạy kèm mấy người này mạnh tối cỡ nào, nàng rất hiểu, nhưng mà chân chính khiến lão gia tử quyết định đánh cuộc một trận là cái khí chất đặc biệt trên thân đám người cát chạy. Chăm chỉ khắc khổ, ý chí ngoan cường, dũng cảm không sợ, hành sự quả quyết, không dây dưa. Chính là những phẩm chất quý giá này mới khiến lão gia tử dứt khoát tham gia chàng đánh của quan hệ đến vận mệnh gia tộc này. Mai Lệ Toa vô cùng tín phục đối với phán đoán của Gia Gia, mà kết luận từ dọc đường âm thầm quan sát càng xác minh một điểm này. Ở trong cảm nhận của nàng, những người này có ý chí cứng như sắt thép và tâm mãi không quý kỵ. Thế nhưng, hiện tại mình nhìn thấy khuôn mặt bọn họ chính là cái gì? Thất hồn lạc phách. Xem ra cái này nhất định là chàng thảm bại, trong lòng Mai Lệ Toa thầm nghĩ thất bại thê thảm thường thường sẽ lưu lại bóng ma trong lòng tuy rằng lo lắng nhưng nàng vẫn tin tưởng năng lực khôi phục của đám đường thiên nàng cũng nổi giận với chính mình vào thời điểm này cần kiên định hơn không thể dao động hơn nữa tỉ mỉ suy nghĩ cũng không có gì kỳ quái đó là thu ra bại trận ở trên tay thu ra cũng không quá khiến người ta giật mình xem ra mình phải dành thời gian tới an ủi bọn họ thua ở trên tay thu ra không có gì phải mất mặt không cần phải uể oải như thế bỗng nhiên uy lợi thúc thúc đi vào sắc mặt có chút khó coi hỏa gia đến rồi trong lòng mai lị toa run lên hỏa gia tại quang minh châu danh môn cao cấp nhất có năm cái khắc la phu đặc hỏa gia thu gia mạc gia duy tạp lý hỏa gia và thu gia đều là danh môn cao cấp nhất vừa mới ở trên tay thu gia rất ngã lại có một cái danh môn đỉnh cấp giết tới cửa thế ao không khiến người ta kinh sợ lai giả bất thiện mai lị toa phân phó uy lợi nhanh đưa tin tức đến chỗ đường thiên vừa rất khoát quyết định chủ động đi gặp người của hỏa gia vô luận như thế nào nơi này là mai tư phỉ nhị đức thương hội nàng mới là chủ nhân nơi này không có lý do để lùi bước mai lị toa nghiến răng đi tới tiền thính đi tới tiền thính thấy nam tử khoác áo choàng hòa hồng đứng ở giữa phòng đây là một gương mặt xa lạ trước đây mai lị toa chưa gặp trước đây hỏa gia và mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc không có bất cứ giao thiệp gì nhưng mai lị toa không phải là kẻ không biết gì ngày trước nam tử hỏa gia này thân hình cao ngất khí vũ hiên ngang vừa nhìn liền biết không phải đệ tử hỏa gia bình thường tiểu nữ tử mai lị toa ra mắt công tử mai lị toa dịu dàng thi lễ nàng cố ý tỏ vẻ bộ dáng nhu nhược chính là để đối phương không nên quá ác liệt dù sao đối đại nữ nhân nam nhân bình thường sẽ khách khí hơn mai lị toa tiểu thư quả nhiên thiên sinh lệ chất tại hạ hỏa ly nhược xin chào mai lị toa tiểu thư nam tử khoa áo choàng đỏ rất khách khí mà hành lễ mai lệ toa chỉ cảm giác ngũ lôi oanh đình, con mắt tối sầm, thiếu chút té ngã. hỏa ly nhược miệng mai lệ toa phát đắng thiên tài nổi danh nhất hỏa gia, nhưng gã nổi danh nhất là tính tình hỏa bạo, một khi đối phương không hài lòng, lật cả phân hội xuống. mai lệ toa tràn đầy tuyệt vọng. hỏa ly nhược thiên tài xuất sắc nhất hỏa gia, thế hệ kế cận của hỏa gia không có ai tiến thân hổ tướng, hỏa ly nhược là võ tướng mạnh nhất thế hệ này của hỏa gia. đối với ngũ đại thế gia mà nói nếu thế hệ thanh niên có thể có hổ tướng thì là thời kỳ thịnh vượng phát đạt tuy thế dù cho không có cũng không tổn hao thanh danh gì trường kỳ tích lũy mỗi một cái đều giàu có sâu như biển chẳng ai biết được nội tình của bọn họ sâu bao nhiêu một gia tộc truyền thừa tuyệt đối không phải một đời có thể xong cần mấy thế hệ không ngừng tích lũy mới có cảnh tượng như vậy đã từng có rất nhiều gia tộc bởi vì gia tộc đệ tử tiến thân hổ tướng mà danh vọng tăng vọt nhưng mà về sau lại mai danh ẩn tích không có tiếng tăm gì chỉ có những gia tộc đời đời sừng sững không ngã kia mới có khả năng phồn vinh hương thịnh gia tộc có lịch sử đã lâu giống như vậy đối với việc bồi dưỡng đệ tử phải rất chú ý bọn họ biết rõ những đệ tử tuổi trẻ này sẽ quyết định tương lai gia tộc hưng hay suy bọn họ cổ vũ cạnh tranh giữa các đệ tử nhưng hễ là đại gia tộc cạnh tranh giữa các đệ tử thường thường đều rất kịch liệt cạnh tranh ở hỏa xa đặc biệt kịch liệt thậm chí trong mắt rất nhiều người có thể gọi là tàn khốc Hỏa Ly Nhược là người xuất sắc nhất trong đám đệ tử U nhọt lứa U thanh thiếu niên, thiên phú, và thực lực của gã không phải bàn. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm, điểm duy nhất cản trời y tiến thêm một bước, chính là tính tình gã hỏa bạo, tính khí đệ tử thế ra quá một chút, ở trong mắt mọi người là lẽ đương nhiên, nhưng mà tính khí nóng này, như Hỏa Ly Nhược này, chẳng ai chịu nổi. Gã từng đốt nhà người khác, chạy đến cái danh môn khác, cơ hồ về tất cả đệ tử đồng lứa về hắn một lần, đương nhiên. Những trận này chưa phải trận chứ danh nhất của gã. chân chính khiến tính tình nóng này hung bạo của gã nổi danh thiên hạ là chuyện phân tranh giữa gã với một vị thánh điện trưởng lão. Gã lén lèn vào thánh điện, trước mắt bao nhiêu người, đánh cho mặt mũi đối phương bầm dập. Việc này vừa ra, toàn bộ quang minh châu rộ lên, mọi người đều trợn mắt há mồm. Chưa từng có ai dám ở thánh điện làm chuyện khác người như vậy. Thánh điện cũng vì đó tức giận, sau đó đương đại gia chủ của hỏa gia đích thân đến thánh điện thỉnh tội với đại trưởng lão, mới thoát khỏi ừ. ảnh hưởng lớn sau đó hỏa ly nhược chìm rất lâu tính cách cũng thành thục không ít thực lực của gã xác thực cường hãn lại thêm bối cảnh thâm hậu một đường lên cao là trung tướng tuổi trẻ nhất lúc đó nhưng mà khi tuyển chọn hổ tướng gã đã bị loại không ngoài dự liệu mà hành vi của gã sau đó lại lần nữa khiến cho y trở thành đề tài nóng hổi tại quang minh châu đêm gã bị loại liền không chút do dự từ chức trung tướng trở về hỏa gia trở về gia tộc hỏa ly nhược không tĩnh dưỡng tí nào gã tự mình sáng tạo một binh đoàn Đại khái mất khoảng 2 năm, không có tin tức gì của gã. Hai năm sau, gã bỗng nhiên xuất hiện, mang theo binh đoàn đánh khắp nơi, nói thì dễ nghe là thực chiến diễn luyện, gây huyên náo toàn bộ quang minh châu, gà chó không yên. Trong lúc ẩu đà, các loại chuyện như phóng hỏa đốt nhà có thể nói là chuyện thường ngày. Binh đoàn địa phương, cảnh vệ đoàn, binh đoàn mỗi gia tộc, ngay cả binh đoàn của thánh điện gã cũng không buông tha. Lúc đó, hỏa linh nhược là một cái tên xú danh quậy phá nổi bật toàn bộ quang minh châu. Mai Lệ Toa từ nhỏ đã nghe sự tích trói lọi của tên ác bá này, mà lớn lên, cho nên khi nàng biết rõ nam tử đứng ở trước mặt mình chính là hỏa ly nhược thì suýt nữa ngất xỉu luôn. Mai Lệ Toa cảm thấy cái đầu mình ong ong, tựa như chịu một trọng quyền, được rồi, nàng tình nguyện chịu đựng một trọng quyền cũng không nguyện đối diện hỏa ly nhược. Tuy thế nhìn chung rèn luyện lâu nay không uổng phí, nàng hít sâu một hơi, khuôn mặt nở nụ cười mà khó coi hơn khóc, không ngờ là hỏa tướng quân, hỏa tướng quân uy danh hiển hách, hôm nay vừa gặp, quả nhiên khí thế phi phàm. Hòa ly nhược hiển nhiên rất là hưởng thụ, liền đáp bình thường bình thường. Nơm nớp lo sợ thăm hỏi vài câu, khẩn trương trong lòng mai lệ toa cũng bình tĩnh lại. Nàng chưa rõ lắm ý đồ hòa ly nhược đến đây, cẩn thận bồi tiếp, đành cười ha ha, một hồi nói, hiện tại khí trời không tệ, một hồi hô trà nước tới ngay. Hòa ly nhược bị tán dóc nửa ngày, cuối cùng kiên nhẫn không nổi, bỏ chén trà xuống, nói, lần này tại hạ đến đây, là muốn bái phòng tín tiền bối thiết diện binh đoàn một lát. Cuối cùng tới rồi, trong lòng Mai Lệ Toa căng thẳng, thầm nghĩ đám đường thiên chân trước mới chiến bại, hỏa linh nhược chân sau tìm tới cửa, cái này là khởi binh vấn tội à. Ra đầu Mai Lệ Toa một trận tê dại, tức thì có điểm không biết bây giờ nên làm cái gì mới tốt, biểu hiện trên mặt lại có chút chấn định, ha hỏa tướng quân cũng biết thiết diện binh đoàn hàn ra. Hỏa linh nhược vừa mới định nói ta là theo sau thuyền mà tới, bỗng nhiên có người làm tiến đến bẩm báo, tiểu thư, sứ giả thánh điện cầu kiến sứ giả thánh điện mai lệ toa sửng sốt miệng đáp mau mời vào hỏa ly nhược nghe thấy sứ giả thánh điện tức thì sắc mặt âm trầm thánh điện phản ứng cực nhanh khiến y có chút bất ngờ y cảm thấy mình đã nhanh thế không ngờ chân trước mới đến mai tư phỉ nhĩ đức thương hội thánh điện chân sao đã tới rồi xem ra thánh điện luôn luôn nhìn chằm chằm thu Gia trong lòng hỏa ly nhược suy nghĩ cảm thấy vấn đề khả năng có điểm vướng tay thu gia trêu chọc ai không được đi trêu chọc mai tư phỉ nhĩ đức vấp phải một cái lại sát khí rồi hồn tướng quân giai thượng tướng sách sách thu thiên kình chết thực lực thu ra tổn ha nhiều tuy rằng còn đó thu hút hoa nhưng mà thu hút hoa đường trên chiến trường nam minh thập phần không thuận lợi bị nam minh ngoan cường ngăn chặn đến bây giờ vẫn không hội hợp được với cầu thành văn đao có thể trở về hay không còn là ẩn số thu thiên kình đã chết nếu thu hút hoa cũng không về thu ra liền nguy hiểm thu ra làm sao Hỏa ly nhược hoàn toàn không quan tâm Đó là chuyện ban quản trị nhà người ta cần phải quan tâm Nhưng mà nghe thấy thánh điện phái sứ giả đến Tức thì gã có chút lo lắng Nếu như mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc bị thánh điện mượn hơi Đối với kế hoạch của bọn họ là uy hiếp cực lớn không thể nghi ngờ gì nữa Trong lòng hỏa ly nhược có chút lo lắng Gã tới nơi này hoàn toàn là xuất phát từ mục đích cá nhân Thượng cấp chưa trao quyền Phản ứng của thánh điện nhanh chóng hơn nhiều so với gã tưởng tượng Tu tư đi vào lão nhìn thấy mai lệ toa con mắt liền sáng ngời sải bước tiến lên phi thường nhiệt tình mai lệ toa tiểu thư ta là trưởng lão tu tư thánh điện mạo muội đang môn bái phòng thực sự là quấy dày thánh điện trưởng lão tới bái phòng đã khiến mai lệ toa cảm thấy có chút quỷ dị rồi còn nhiệt tình như thế cảm thụ trong nội tâm mai lệ toa đã không phải là từ quỷ dị có thể hình dung được mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc trước đây từng có giao tiếp qua với thánh điện a à, trưởng lão bái phòng đùa cái gì vậy chứ đến tận giờ đều là trực tiếp phái người tới đại khái nói một câu người chủ sự của các người đến thánh điện một chuyến nếu bình thường tuy rằng mai lệ toa cảm thấy kỳ quặc nhưng mà khẳng định là thụ sủng nhật kinh nhưng trước mắt nàng là giúp đỡ đường thiên đại nhân đào góc tường thánh điện a à, thánh điện nhiệt tình tìm tới cửa tới như thế lẽ nào thánh điện có phát hiện cái gì mai lệ toa càng lo sợ khuôn mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười trưởng lão quang lâm tệ hội thật là vinh dự có gì mà quấy dày chứ chúng ta ước gì thánh điện hàng ngày có thể quang lâm thương hội chúng ta tu tư cười to về sau ta cần tới nhiều hơn rồi bắt đầu từ cửa vào lão liền âm thầm quan sát mai lệ toa quan sát thế nào lão cũng không nhìn ra có điểm gì khác tầm thường nhưng mà nghĩ đến một màn trông thấy hôm nay trong lòng lão nhanh chóng thể hiện thái độ tâm tư bắt đầu linh hoạt lão là may mắn gặp dịp tô phỉ xuất lĩnh quang minh kỵ sĩ đoàn quét ngang nơi thu gia đóng quân song phương có thể nói là thế như nước với lửa đã không có khả năng hòa giải hơn nữa ngũ đại thế gia lúc này mưu tính đoạt quyền cũng khiến thánh điện vì đó tức giận thánh điện sẽ động thủ với thu gia tu tư được phái đi tiền chạm đương nhiên thánh điện phản kích không chỉ riêng là giết chết thu gia tu tư còn gánh vác rất nhiều trọng trách khác đại trưởng lão một khi quyết định toàn bộ thánh điện liền toàn lực vận chuyển trên dưới thánh điện cùng chung mối thù quyền uy của thánh điện chưa từng bị khiêu chiến như thế khi tu tư tận mắt nhìn thấy một trận đánh kinh thế hãi tục tại thu sát viện kia lão bị kích động thật lớn đến bây giờ còn vô pháp bình tĩnh trong lòng lão âm thầm hoảng sợ thu gia ẩn giấu thực lực thu thiên kình nếu như lão dựa theo kế hoạch động thủ với thu gia thì nhất định sẽ đụng đến mức đầu rơi máu chảy nghĩ tới xiềng xích từ trên trời giáng xuống kia trong lòng tu tư lại run rẩy thánh điện hiện tại có thể chống lại đại khái chỉ có tô phỉ thôi may là có mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc thánh điện bất đi đại phiền toái thảo nào mai tư phỉ nhĩ đức không để mặt mũi thu gia con bài chưa lật trên tay nhân ra rất dài a à. một điểm đều không sợ hãi thu ra lần này thu ra cũng là rất không may tu tư nhìn vô cùng hà hê tu tư hạ quyết tâm nhất định phải mượn hơi mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc bằng được chiến lược cường đại như thế lúc này đủ để không chế chiến của quân giai thượng tướng hồn tướng có thể nổ nát không gian còn chưa nói tại cái thời điểm này dù là bình thường thánh điện cũng nguyện ý trả bất cái giá gì nghĩ tới đây tinh thần tu tư rung lên vội vàng nói không biết tại hạ có thể bái phòng tín tiền bối một lát hay không. Vừa mới còn vô cùng lo sợ, mai lệ toa liền bình tĩnh trở lại. Ngữ khí và thái độ của đối phương tựa hồ không phải đến gây rối. Đúng rồi, bọn họ đều đến tìm cái gì tín tiền bối. Mai lệ toa nhớ lại, lúc trước hỏa ly nhược tựa hồ cũng nói tín tiền bối gì đó. Lúc đó tất cả chú ý mình đều ở trên thiết diện binh đoàn. Tín tiền bối. Vẻ mặt mai lệ toa nghi hoặc, chỗ mình không có nhân vật tên này à? Nhìn thoáng qua tuổi tu tư, có thể được gọi là tiền bối vậy tuyệt đối là lão giả tóc hoa dâm. Bên người đại nhân không có lão giả lợi hại nào à? Đúng vậy, tu tư thấy tận mắt phong thái vô thượng của tín tiền bối, thực sự ngưỡng mộ, mới ra mặt giày tới đây. Mà lệ toa tiểu thư sẽ không trách móc chứ, tu tư cười ha hả nói. Lão không chú ý tới hỏa ly nhược ở gần đó sắc mặt âm trầm đến độ có thể phát ra nước. Thế nhưng, tệ hội không có vị nào gọi là tín tiền bối à? Vẻ mặt mai lệ toa nghi hoặc, không biết các vị từ chỗ nào nghe kể vị tín tiền bối này hẳn là ai đó truyền lầm rồi không thể như vậy hai thanh âm cùng vang lên trong lòng tu tư chấn động lúc lão tiến tới vậy mà lại không chú ý gần đó còn có người khác lão quay mặt lại thấy rõ ràng là ai nụ cười trên mặt tiêu thất thản nhiên nói không ngờ hòa tướng quân cũng có mặt bỗng nhiên tu tư lên mặt trầm giọng nói mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc là gia tộc quang minh châu ta không thể thiếu bất cứ khiêu khích nhằm vào mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc đều là khiêu khích đối với thánh điện hỏa ly nhược không e sợ chút nào cười lạnh đáp mai tư phỉ nhĩ đức là bằng hữu vĩnh viễn của hòa gia ta về phần thánh điện chỉ có thể đại biểu thánh điện bằng hữu tu tư đối đầu gai gắt ta thấy không cần thiết đâu là ai muốn giúp thu gia đối phó tín tiền bối hỏa ly nhược bình thản nói buồn cười hỏa gia ta có động thủ sao tu tư trưởng lão tuổi lớn rồi lỗ tai không còn tốt nghe lầm cũng là bình thường tu tư cười ha hả nếu ta nhớ không lầm thu gia là minh hữu của hỏa gia cơ mà hỏa ra đối đãi minh hữu của mình như vậy à thực sự là khiến người ta tim lạnh đó khuôn mặt hỏa ly nhược trầm xuống tại lúc mọi người cho rằng gã sắp phát tác thì gã bỗng nhiên cười đáp khiến người ta tim lạnh ai có thể so với thánh điện được minh hữu năm xưa nay còn đâu vị đạo chúng bạn xa lánh không mấy dễ chịu mai lệ toa trợn mắt há mồm nhìn hai vị đại nhân vật trước mặt này tựa như trọi gà trợn mắt nhìn nhau nàng cảm thấy mờ mịt cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đại khái từ sau khi đường thiên đại nhân trở mai lệ toa liền cảm thấy sự tình giống như đột nhiên phát triển theo phương hướng quỷ dị khó giải thích toàn bộ mọi chuyện đều lộ ra vẻ quỷ dị khiến nàng không biết làm sao nhìn tình cảnh hai người dâng cung bạt kiếm trước mặt mình rất có thể một lời không hợp liền rút đao mặt đối mặt nàng rất muốn nói các ngươi thật khéo biết đùa vô luận là hỏa ly nhược hay là tu tư trưởng lão nếu là trước đây đều là loại người nàng cần phải ngưỡng vọng Hỏa gia và Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc không có bất cứ giao tế gì, hỏa gia ở trên đám mây cao ngất, còn tu tư trưởng lão thì nàng biết rõ, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc tốn hao vô số khí lực kết giao Bỉ An Kỳ trưởng lão, đó là bạn tri kỷ của tu tư trưởng lão. Nhưng mà thân phận địa vị hai người một trời một vực, Bỉ An Kỳ ở thánh điện xếp ở hạng cuối, mà tu tư xếp hạng trong top 5, là trưởng lão có thực quyền chân chính, lấy thế lực, danh vọng của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc, không có tư cách kết giao tu tư trưởng lão thế nhưng hai người lại tại trước mặt mình tranh nhau mặt đỏ tới mang tai đánh chết mai lệ toa cũng không thể tưởng có một ngày mình có thể có đãi ngộ như vậy được rồi nhân ra cũng không phải tới vì mình cái kia cái tín tiền bối quỷ quái gì đó gì nàng bỗng nhiên nhớ lại thủ hạ của thiên huệ tiểu thư có người gọi là a tín chắc không phải là cái gia hòa kia đâu mai lệ toa vô thức phủ định nàng đối với thiên huệ tiểu thư phi thường tôn kính nhưng mà đối với a tín lại cảm thấy phi thường không tốt cái gia hỏa này cả lỡ phất phơ không đứng đắn cả ngày không phải là lời biếng thì lại là cùng các trẻ khoác lác còn thường bị tiểu man tướng quân trừng trị điều này thậm chí làm cho nàng sùng bái tiểu man tướng quân tiểu man tướng quân sách thành đại đao kia tư thế hiên ngang oai hùng nàng dị thường ức ao hẳn là không phải vậy là ai nhỉ suy nghĩ nửa ngày mai lệ toa cũng không nghĩ được người thứ hai có khả năng là mục tiêu lẽ nào đúng là đồ quỷ a à tín kia nàng có chút hồ nghi xin đợi một lát Mai Lệ Toa không thể không cắt ngang hai vị đang kịch liệt đấu võ mồm, không biết hai vị đại nhân có thể mô tả bộ dáng vị tín tiền bối kia một chút hay không. Hỏa Ly Nhược và Tu Tư lập tức ngừng đấu võ mồm. Vóc dáng không cao, hình dạng rất bình thường, nhưng mà rất trẻ tuổi. Tu Tư trưởng lão khoa tay múa chân. Hắn là hồn tướng, Hỏa Ly Nhược chỉ thẳng chủ yếu hại. Mai Lệ Toa ngây ngẩn toàn thân, nghe hai người miêu tả, nàng đã xác định chính là A Tín. Được rồi, dù sao sự tình hôm nay đều có vẻ quỷ dị nàng tự an ủi mình. Ta nghĩ ta biết người mà hai vị đại nhân nói là ai rồi, để ta đi mời A Tín, tiền bối ra. Mai Lệ Tòa rất dứt khoát nói, chuyện hôm nay quá tả môn, cứ để đường thiên đại nhân đau đầu đi. Tinh thần hỏa ly nhược và tu tư nhất tề dung lên, bọn họ sợ nhất chính là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc hàm hồ cất dấu thủ đoạn, vậy thì bọn họ phải đau đầu rồi. Đặc biệt bọn họ còn lo lắng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc hiểu lầm bọn họ muốn lấy thế áp người, vậy thì bọn họ khóc cũng không có nơi để khóc, chọc giận tín tiền bối trực tiếp đục lùng bọn họ cũng được làm hỏng chuyện tốt của bề trên mới là muôn lần chết không chuộc được cho nên từ đầu đến cuối hai người đều cẩn thận từng ly từng tí e sợ thái độ cả mình có chỗ nào không tốt đường thiên và thiên huệ cũng không ngờ hỏa ly nhược và thánh điện vậy mà tìm tới hai người bắt đầu thấp giọng thương lượng a à tín nghe đối phương gọi hắn là tín tiền bối tức thì đắc ý rào rạt chạy đến khoe khoang trước mặt tiểu man kết quả bị tiểu man hung hăng dạy cho một trận nữa vì vậy A Tín đưa bộ mặt bầm dập xuất hiện trước mặt Hỏa Ly Nhược và Tu Tư. Hắn không nhìn dấu ấn trên mặt mình, nghênh ngang ngồi xuống trước mặt hai người, thợ hỏi, các ngươi tìm ta. Tín tiền bối. Hai người đồng thanh cung kính vấn an, lập tức phản ứng, nộ mục đối diện. Nhưng lần này, hai người không dám tranh cãi, mà ngồi ngay ngắn. Một vị cường giả có thể một kích nổ nát không gian, dù cho đối phương là hồn tướng, cũng xứng đáng nhận phần tôn kính này của bọn họ tuy rằng trên mặt tín tiền bối nhìn qua có chút tổn thương nhỏ nhưng mà hai người coi như không phát hiện trước hôm nay vãn bối đều cho rằng mình đã là võ tướng cao nhất trên đời khi thấy tận mắt trận chiến này của tiền bối mới biết được cái gì là ếch ngồi đáy giếng mới biết thiên hạ to lớn mới biết trên đời còn cường giả như tiền bối vậy phá toái hư không vậy mà thật có chuyện lạ như thế ta trước đây thực sự quá buồn cười hòa ly nhược nhịn không được mở miệng gã thốt lời bội phục từ đáy lòng gã luôn luôn tự cho mình rất cao, tính khí kiệt ngạo, nhưng mà gặp người gã chân chính bội phục, đó là bội phục từ trong tâm trí. A à tín nghe ra được sự kính nể của hỏa ly nhược là phát ra từ nội tâm, trong lòng thầm dễ chịu quá đỗi. Lúc này tu tư cũng nhịn không được nói, đúng vậy, vãn bối tại thánh điện nhiều năm, các loại thiên tài cường giả gặp qua vô số, nhưng mà cường giả như tiền bối thì chưa từng nghe nói, tiền bối sinh tiền nhất định oai phong một cõi đánh đầu thắng đó, thuộc hạ của tiền bối xâm nghiêm, không biết có danh hiệu gì binh đoàn vô địch như thế, sao có thể không ai biết được. Tu tư sống lâu thành tinh, lão nhìn như tán dương A Tín, trên thực tế là quanh co lòng vòng hỏi tham lai lịch của A Tín, cường giả vô địch như thế, trong lịch sử sao có khả năng bừa bãi vô danh. Nhưng mà lão vắt hết óc, cũng tìm không ra nhân vật trong lịch sử khớp với tín tiền bối mật độ năng lượng tại thánh vực quá cao, độ khó sinh thành hồn tướng cực lớn, nhưng mà càng là võ giả cường hãn, khi chết khả năng sinh thành hồn tướng càng lớn, những cường giả cao nhất này ý chí sinh tiền của bọn họ kinh lịch qua vô số tầng ma luyện đã sớm cứng cỏi như sắt một khi lòng bọn họ có chấp niệm chấp niệm cường liệt ngay cả năng lượng cũng không thể ăn mòn hồn tướng sinh thành như vậy thường thường cực kỳ cường đại mà trong đó có một ít cường giả cao nhất thậm chí sẽ dần dần khôi phục ký ức sinh tiền bọn họ bắt đầu có ý thức mà tu luyện ngày càng cường đại trong lịch sử thánh điện cũng từng có hồn tướng như vậy nhưng mà độ khó để hàng phục những hồn tướng này phi thường cao hơn nữa tuy rằng Bọn họ không hề bị năng lượng ăn mòn, nhưng vẫn phải chịu 5 tháng ăn mòn. Sau khi trở thành hồn tướng, dung lượng ký ức liền sẽ giảm thiểu đại biên độ, bởi vì ký ức sẽ hòa hợp nhất thể với thân thể bọn họ. Thời gian trôi đi sẽ không ngừng gia tăng tân ký ức cho hồn tướng, một khi vượt qua dung lượng ký ức, thân thể hồn tướng liền sẽ từ từ tan rã, cái này là thời gian ăn mòn. Vì có thể chống lại 5 tháng ăn mòn, tuyệt đại đa số hồn tướng sẽ lựa chọn thanh lọc sạch đại bộ phận ký ức của mình chỉ để lại chấp niệm sâu nhất trong nội tâm phần ký ức không thể quên chỉ cần tín tiền bối có thể để lộ một chút tin tức tu tư tin rằng mình nhất định có thể tra ra được lai lịch tín tiền bối thánh điện xưa nay coi trọng lai lịch trong con mắt thánh điện trung thành trọng yếu hơn xa năng lực đương nhiên tu tư không trông chờ tín tiền bối sẽ trung thành gì đối với thánh điện nhưng mà biết rõ lai lịch cũng giúp người ta yên tâm một chút a à, tín giả hoạt mức nào vừa nghe thấy câu nói của tu tư sao còn không rõ ngồi yên cười nhạt cái này là muốn dò xét gốc gác của ta, ha ha, chúng ta chẳng quen biết, vì sao phải nói cho ngươi? hắn không dự định cho tu tư thể diện, thánh điện là mục tiêu số một của bọn hắn, kiên kỵ là có, sợ hãi thì không có chút xíu nào, ngay cả một chút xíu kiên kỵ kia cũng chỉ cùng lắm là không muốn làm hỏng tình thế hiện tại. hòa ly nhược ước gì tu tư đắc tội tín tiền bối, lập tức ở một bên châm ngòi thổi gió, ha ha, tiền bối bớt giận cái này không thể trách tu tư trưởng lão chỉ có thể nói là tác phong thánh điện luôn luôn như thế bọn họ đã quen là chủ tề vận mệnh người khác khó tránh khỏi sẽ có chút giọng điệu thẩm vấn tu tư trưởng lão cũng là sơ sót lúc vô tâm tu tư nghe nói như thế ý nghĩ đâm chết hỏa ly nhược ngay tại chỗ này ra nhưng mà lúc này lại không phát tác được trên mặt vẫn còn phải cười tươi tiền bối hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi vãn bối chỉ là trong lòng nhất thời hiếu kỳ hiếu kỳ mà thôi tuyệt đối không có ý thẩm vấn đối với tiền bối vãn bối chỉ có vạn phần kính ngưỡng không dám có chút ý niệm nào khác mai lệ toa ngơ ngác mà nhìn tình cảnh vô cùng quỷ dị trong phòng trong lòng một mảnh mờ mịt cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à vừa rồi tu tư trưởng lão đối với nàng nhiệt tình vạn phần nàng cũng đã cảm thấy quỷ dị thế nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng tươi cười kia trên mặt tu tư trưởng lão nàng cảm thấy mình có hoa mắt hay không nữa cái loại cúm núm kia giống như hận không thể nhào tới quỷ xuống liếm đầu ngón chân a tín có phải trưởng lão của thánh điện còn là trưởng lão thực quyền bài danh top 5. hòa ly nhược cũng vậy bắt đầu từ khi trông thấy a tín liền cuống cuồng tâng bốc lên mây xanh uy ngươi là hòa ly nhược a hòa ly nhược uy danh hiển hách a lúc nào cũng thấy bảo là kiệt ngạo bất tuân a lúc nào cũng thấy bảo dưới mắt chẳng một ai a lúc nào cũng thấy bảo một lời bất hòa rút đau mặt đối mặt chứ lại nhìn nhìn a tín mặt mũi bầm dập bộ dáng nghiễm nhiên tiểu nhân đắc chí ngay cả ngồi trên ghế cũng không có chút nghiêm chỉnh nào thế giới này đảo lộn rồi không phải kế hoạch thất bại rồi sao đã thất bại rồi còn hơn cả người thắng a đường thiên đại nhân đã cường đại đến mức này sao ngay cả thất bại cũng có phong thái như vậy mai lệ toa cảm nhận đường thiên đại nhân đã trở nên sâu không lường được hơn nữa a tín nghe một hồi tâng bốc thỏa mãn tâm tình hư vinh nho nhỏ của mình một lát bắt đầu có chút không kiên nhẫn có lúc đến nơi xong bạo nữ đảo qua đảo lại còn tốt hơn hắn khoát tay áo cắt đứt hai người được rồi các ngươi không cần nhiều lời có cái gì thì cứ nói thẳng đi không nên lãng phí thời gian ta tán gái à thời gian ta suy nghĩ về nhân sinh hòa ly nhược đã sớm không kiên nhẫn rồi về chuyện vỗ mông ngựa sao làm đối thủ của tu tư được càng về sau càng khó vỗ nghe a tín nói những lời này như được đại xá rất dứt khoát nói ta muốn bái tiền bối làm thầy a tín chẳng cho ý kiến ánh mắt chuyển sang hướng tu tư tu tư trầm mặt nghiêm nghị nói ta đại biểu thánh điện mời tín tiền bối và mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc gia nhập vào thánh điện hỏa ly nhược khẩn trương gã không phải không muốn mời nhưng mà gã tới quá vội vội vàng vàng chưa được cao tầng trao quyền không dám mở miệng nói bừa gã vừa định nói a à tín khoát khoát tay cắt đứt hắn âm thanh vang vang bảo ý tứ của các người ta minh bạch nhưng ta là người trọng thực lợi ta cũng biết quyền hạn của các người hữu hạn các ngươi cứ về đi thương lượng xong điều kiện thì lại đến tìm ta dù sao vẫn là câu nói kia người nào đưa được chỗ tốt nhiều thì tuyển người đó được rồi hôm nay đến đây thôi ta rất bận rộn Nghe đến câu sau cùng của A Tín, mắt Mai Lệ Toa trận trắng, cái gia hòa này thường ngày chẳng có việc gì, chơi bời lêu lồng, có lúc nào bận rộn. Hòa Ly Nhược và Tu Tư cũng bị lời nói trực tiếp rõ ràng của A Tín chấn động, bọn họ đều là quý tộc thế gia, bình thường tiếp xúc, đều là người xã hội thượng lưu, chưa từng nghe thấy lời đòi hỏi chỗ tốt rõ ràng như thế trần trụi như thế. A Tín không để ý đến hai người trợn mắt há mồm, ngây ngang đi mất. Phong ba từ một trận chiến này, chỉ vừa mới bắt đầu tàn ra. Bây giờ Thánh Châu tập hợp binh đoàn, cơ hồ là binh đoàn hơi có danh tiếng tại Quang Minh Châu đều tụ tập tại Thánh Châu. Động tĩnh tại thu sát viện to như vậy, muốn che giấu đều không giấu được. Tuyệt thế sát chiêu của Thu Thiên Kình, tín tiền bối phá toái hư không, như cơn lốc chuyển khắp toàn bộ Thánh Châu. Mọi người dồn dập suy đoán, vị tín tiền bối ngang trời xuất thế này, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Mọi người càng tràn đầy ước ao, mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc nhất định là tổ tiên tích đức, mới có thể có một vị tuyệt thế hồn tướng ưu ái. Rất nhiều người đang suy đoán tín tiền bối và tổ tiên của Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc có liên hệ gì, trừ cái đó ra, mọi người không nghĩ ra bất cứ lý do gì Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức có thể được tín tiền bối ưu ái. Nhiều gia tộc cực kỳ đỏ mắt, bằng vào trận chiến này, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc có thể nói thoát thai hoán cốt, triệt để lật mình a. À? Không còn ai coi Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia tộc như một tiểu danh môn tầng dưới chót nữa. Không thấy được ngay cả Hòa Ly Nhược tướng quân và Tu Tư trưởng lão thánh điện đồng loạt đi tới Bạch Tuyết thành bái phòng, tín tiền bối sao, hàm ý trong đó, không nói mà rõ. Người thắng đến tận giờ đều là quang mang vạn trượng, người thất bại đến tận giờ đều là chẳng một ai để ý tới. Thu sát viện đánh một trận, làm cho Mai Tư phỉ nhĩ đức gia tộc thanh danh vụt lên, cơ hồ trong một đêm, liền tiến thân hàng ngũ danh môn đỉnh cấp ở Thánh Châu, nhận tung hô sôi động nhất. Mà người thất bại thu ra, lại trong một đêm, từ danh môn đỉnh cấp suy sụp, cửa nhà vắng vẻ, thực lực của Thu Thiên Kinh khiến mọi người thất kinh nhưng mà cái này thì sao thu thiên kình đã chết rồi thu hút hoa thiên tài hơn người thế cũng thì sao hiện tại hạ lạc bất minh thu gia còn lại cái gì trong con mắt những kẻ cướp an đỉnh cấp ở thánh châu hiện tại thu gia chính là một tảng thịt mỡ không có lực lượng bảo hộ thu gia phong hậu tài nguyên tài phú hấp dẫn vô số người nhỏ rãi nếu tại thời kỳ hòa bình mọi người còn cố kỵ nhưng mà tại thời điểm bước ngoặt trước mắt này trên tay có thêm một chút lực lượng tương lai cơ hội thắng lợi liền sẽ thêm một phần không ít người đã âm thầm bắt đầu mưu tính. Thân là nhà giàu có nhãn hiệu lâu đời, thu gia rất rõ ràng mình sẽ gặp phải tao ngộ dạng gì, bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa cổ chờ chết. Thảm án thu sát viện vừa mới kết thúc, đối với thu gia mà nói, thảm bại tại thu sát viện, bọn họ càng cảm thấy cái này là một trận thảm án, bọn họ biết rõ, nếu như bọn họ không thể lập tức đánh trả hung hồn, như vậy bọn họ nhanh chóng sẽ bị xài lang linh cầu chen trúc kéo tới cán xé đánh tan. Thu vũ xuyên qua khe màn tre, nhìn cánh cửa mai tư phỉ nhĩ đức thương hội ở xa xa đã sắp bị đẩy phá bên trong từng cái khuôn mặt quen thuộc khiến y nổi cơn giận dữ cao giọng căm hận đám người theo chiều gió này bình thường chạy đến thu gia chúng ta như chó vẩy đuôi mừng chủ hiện tại lại chạy đến nịnh bợ mai tư phỉ nhĩ đức đồ tiểu nhân thu gia đã bị minh hữu của mình vứt bỏ không có bất cứ một cái gia tộc nào vào lúc này đứng ra giúp thu gia nói dù một câu ngay cả thế lực phụ thuộc trước đây elizabeth gia tộc lúc này cũng tránh né thu ra như tránh né ôn thần. Thế đạo không phải như thế sao, người thắng sẽ có đãi ngộ như vậy, người thất bại luôn là hai bàn tay trắng. Phía sau y, gia hỏa nằm ở trên giường không nghiêm chỉnh thờ ơ nói. Chúng ta còn chưa bại, thu vũ trầm giọng phản bác. Trận chiến thu sát viện, chúng ta sát thực bại rồi, nam tử trên giường lười biếng nói. Thu ra chúng ta còn chưa bại, thu vũ nói năng có khí phách, y có chút kích động, chúng ta còn có húc hoa, chúng ta còn có người. Không nên mong đợi ta cao như vậy, Nam tử trên giường ngồi thẳng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Các ngươi như vậy, ta bị áp lực rất lớn, còn có Húc Hoa mà, chỉ cần hắn không chết, ai cũng không dám động tới Thu Gia. đã đến lúc này, An à Ninh ngươi còn nói lời này, Thu Vũ cực kỳ bất mãn, Thu Húc Hoa sinh tử bất minh, trước mắt Thu Gia đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Được rồi, được rồi, dù sao ta sẽ toàn lực ứng phó. Thu Ninh than thở một tiếng, nhưng mà trong mắt lại hiện lên một tia tinh mang, ngay lập tức tiêu thất. Ngươi tính toán hay ho về phần động não ngươi tốt hơn ta nhiều. Thu Vũ nghe thấy An Ninh đảm bảo liền yên tâm, y tràn đầy lòng tin với thực lực Thu Ninh, chỉ lo lắng Thu Ninh không chăm chú tỉ mỉ, dù sao, trong tộc bình thường, đối với Thu Ninh cũng không coi trọng chút nào. Cái này cũng là chuyện không biết làm sao, bởi vì Thu Ninh đi con đường hoàn toàn khác. Lúc trước Thu ra quan hệ với Thánh Điện không tệ, sau khi Thu Húc Hoa trở thành hổ tướng lại càng từ Thánh Điện Thu được một ít thứ đặc thù, tỉ như vũ kỹ và hồn thuật. Vũ kỹ và hồn thuật của Thánh Điện đến từ thánh điện ở thiên lộ vũ kỹ bởi vì tương đối đê dài thánh điện công khai không ít mà hồn thuật thì luôn luôn là nội dung thánh điện dự kiến không nói ra nhưng những vũ kỹ đến từ thiên lộ này tại quang minh châu cũng không hình thành nên phong trào và lực ảnh hưởng chẳng được mấy thỉnh thoảng vẫn có người học một hai loại vũ kỹ vì phụ trợ sản xuất và sinh hoạt mà vũ kỹ của thiên lộ là một cái hệ thống khổng lồ từ thấp đến cao chủng loại đa dạng nếu chân chính lựa chọn vũ kỹ thì có nghĩa cùng với thánh vực chủ lưu hệ thống binh đoàn là mỗi người đi một ngà cái này tuyệt đại đa số người khó mà tiếp thu uy lực của vũ kỹ cũng khá hữu hạn đối với dân chúng quang minh châu mà nói thiếu lực hấp dẫn so sánh với vũ kỹ uy lực của hồn thuật lớn hơn rất nhiều dù sao tại thiên lộ đó là hệ thống mà thánh giả mới có thể tu luyện nhưng mà hồn thuật không bởi vậy mà phát dương quang đại tại thánh vực thánh điện dự kín không nói ra cố nhiên có một nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính yếu là hồn thuật vô cùng phức tạp hồn thuật có căn nguyên từ vũ kỹ tại thiên lộ là kết quả sau khi võ giả tiến nhập thánh giả cảnh giới tiến lên đỉnh cao hơn thánh giả thiên lộ và thánh giả thánh vực ngoại trừ có một điểm giống nhau là có thể trực tiếp điều động năng lượng thì có quá nhiều khác biệt tỉ như hồn vực hồn giá trị chưa cần nói thể loại sản phẩm hồn thuật thánh vực khó mà lý giải này cho nên hồn thuật tại thánh vực cũng không được phát dương quang đại tuy rằng thánh giả thánh vực nhiều như chó đi đầy đất thu ninh lại khác từ nhỏ gã đã phi thường cảm thấy hứng thú với vũ kỹ không nghe trưởng bối khuyến cáo si mê vũ kỹ cho nên từ nhỏ đã không được gia tộc coi trọng gã cũng không quan tâm khư khư cố chấp thu hút hoa sắp xỉ tuổi gã cùng nhau lớn lên từ bé sau khi trở thành hổ tướng chuyên ở thánh điện kiếm không ít hồn thuật cho gã những hồn thuật này thánh điện bảo mật đối với bên ngoài nhưng mà quyền hạn của hồ tướng đủ cao hoàn toàn không bị hạn chế thánh điện kỳ thực cũng không để tâm tới những hồn thuật này một ít thứ vô pháp tu luyện ngoại trừ làm tư liệu tham khảo chất đầy giá sách không có bất cứ tác dụng gì không ngờ vậy mà thu ninh lại đi theo con đường này nhảy lên trở thành người có vũ lực cá nhân cường hãn nhất thu gia nhưng mà cái này đối với tình cảnh của gã cũng không có cải thiện gì tại cái thời đại binh đoàn chế phách này đối với danh môn nhãn hiệu lâu đời như thu gia võ tướng đứng đầu như thu hút hoa thu thiên kình mới có thể chấn nhiếp đạo trích mở rộng lực ảnh hưởng cho thu gia vũ lực cá nhân có mạnh mẽ có thể phát huy tác dụng cũng chỉ là một thích khách thu gia cần thích khách sao toàn bộ thu gia không có ai cảm thấy thu gia có một ngày sẽ cần thích khách để vãn hồi tôn nghiêm cho mình ngay cả bản thân thu ninh cũng không ngờ được vận mệnh thu gia vậy mà lại giao trên tay gã gã có chút xuất thần thanh âm thu vũ ở bên tai cũng trở nên có chút phiêu hốt bọn chúng ta thánh điện và liên minh không phải muốn mượn hơi mai tư phỉ nhĩ đức sao bọn họ nhất định sẽ đồng thời xuất hiện ngay tại trước mặt bọn họ tóm tuyệt thế hồn tướng mà bọn họ cực lực mượn hơi xóa bỏ đi nếu vậy biểu tình của bọn họ nhất định sẽ rất đặc sắc tại quang minh điện báo cáo của tu tư trưởng lão không có khuếch đại giai đoạn đầu của trận chiến thu sát viện khó mà chứng thực nhưng giai đoạn sau nhất là một kích sau cùng của tín rất nhiều người nhìn thấy chúng ta điều tra 60 người xem tận mắt chứng kiến một kích sau cùng có kết luận phi thường thống nhất chúng ta an bài 70 mươi trưởng lão suốt đêm chọn đọc tài liệu hơn ba nghìn phần sách của tư liệu lịch sử sau cùng xác định chín người có khả năng là mục tiêu hoài nghi nhưng mà chúng ta bây giờ còn vô pháp khẳng định thân phận chân thực của hắn cân nhắc đến khả năng lai lịch của tín quan hệ rất sâu với mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc chúng ta cũng đã điều tra mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc chúng ta tìm đọc lịch sử mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc nhưng mà tư liệu phi thường hữu hạn mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc có lịch sử vô cùng xa xưa tổ tiên của bọn họ là chi nhánh của bắc địa gia tộc mà bắc địa gia tộc có thể truy ngược đến hai vạn năm trước đáng tiếc bởi hiện trạng sinh tồn của đời đời mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc không tốt tư liệu về phương diện này được bảo tồn cũng rất tệ không có lưu lại tư liệu hữu dụng gì cả tháp phỉ trưởng lão bẩm báo trước sau như một rất tỉ mỉ khuôn mặt lão chất đầy nếp nhăn nhưng mà tinh thần quắc thước con mắt xám thủy trùng lợi hại tóc trải cẩn thận tỉ mỉ thánh bảo trắng tinh khoác trên người không rộng thùng thình chút nào không giống những trưởng lão khác luôn thích đeo nhẫn khảm bảo thạch phát quang loè loè hoặc là thích cài ghim áo tinh xảo người lão không có bất cứ trang sức gì, mộc mạc tựa như lão binh lúc nào cũng chờ đợi mệnh lệnh. Nếu lần đầu tiên gặp mặt, rất ít người nghĩ đến, một vị lão nhân mộc mạc mà tinh thần như vậy hóa ra là trưởng lão số 2 của Thánh Điện. Nghe tháp phỉ trưởng lão báo cáo xong, đại trưởng lão thản nhiên nói, người nói nhiều như vậy, ý tư chính là không có kết quả. Thân thể tháp phỉ trưởng lão run lên, phía sau ướt sũng mồ hôi, lão cúi đầu, cố gắng chấn định cắn răng nói, đúng vậy, chúng ta không tra được tình báo gì có giá trị tháp phỉ tại lúc đại trưởng lão không có tiếng tăm gì chính là phó thủ của đại trưởng lão lão một đường theo đại trưởng lão trong thời gian hơn 40 năm thận trọng cẩn thận rất được đại trưởng lão tín nhiệm sau khi đại trưởng lão trở thành chủ nhân của quang minh điện lão cũng từng bước một thăng chức trở thành nhân vật số 2 của thánh điện nhiều năm đi theo lão rất hiểu tính cách đại trưởng lão cũng không bởi vì có khả năng làm đại trưởng lão tức giận mà có điều giấu giếm nhưng mà đại trưởng lão ngày càng tăng cường uy áp khiến lão không tự chủ mà thấy khẩn trương, cái này không quan hệ tới thói quen, là phản ứng bản năng của thân thể. Đại trưởng lão trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng, nói cho tu tư, ta trao quyền lớn nhất cho hắn, ta cần phải nhìn thấy tên hồn tướng này. Vâng, Tháp Phỉ căng thẳng tuân mệnh, lão do dự một chút, có phải đến từ thiên lộ hay không? Ta lo lắng tên hồn tướng này có quan hệ với Nam Minh, thủ hạ của Đường Thiên tại Nam Minh, là có một vị hồn tướng phi thường lợi hại. Thanh âm đại trưởng lão từ trong thánh viêm vàng kim truyền ra, trầm ổn mà để lòng tin chỉ cần hắn là hồn tướng sẽ không có quan hệ tháp phỉ gật đầu minh bạch mai tư phỉ nhĩ đức gia tộc là tiểu danh môn phù hợp nguyên tắc chúng ta mượn hơi không sai những gia hỏa kia cho rằng liên hợp lại có thể phản đối chúng ta bọn họ cho rằng vào lúc này phát động chúng ta liền sẽ sợ ném chuột vỡ đồ cho rằng vì lấy đại cục làm trọng ta sẽ thỏa hiệp với bọn họ thành âm đại trưởng lão đầy vẻ trào phúng thật là ý nghĩ ngu xuẩn quá đỗi Tháp phỉ biết rõ đại trưởng lão đã động chân hòa, lão cũng cảm thấy những danh môn này thực sự quá phận. Vì lợi ích của mình thậm chí không tích hy sinh lợi ích của Quang Minh Châu. Đám ngu xuẩn này chẳng lẽ không biết rằng Quang Minh Châu mà chiến bại, bọn họ sẽ đối mặt với cái gì sao? Đúng vậy, bọn họ cho rằng đại trưởng lão nhất định sẽ không để Quang Minh Châu thất bại, cho nên đại trưởng lão nhất định sẽ thỏa hiệp. Thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối không ngờ, đại trưởng lão đã mưu túc trí. Lão cung kính nói, bọn họ là tự tìm tử lộ bọn họ đã mục nát, tháp phỉ. Thanh âm đại trưởng lão quanh quẩn bên trong quang minh điện. Bọn họ đã mất dũng khí và vinh quang của tiền bối bọn họ, bọn họ chỉ là một đám chuột trầm mê, tại trong hắc ám đùa bỡn quyền mưu, bọn họ không xứng với tất cả những gì có được ở hiện tại. Nhưng bọn họ nhanh chóng sẽ minh bạch, quang minh châu cần không phải là bọn họ, quang minh châu chỉ cần thánh điện, thánh điện cũng không cần bọn họ, thời đại của bọn họ đã kết thúc 500 năm trước rồi, thánh điện cần máu huyết mới mẻ, quang minh châu cần có tần máu huyết cắt rớt những thịt nát máu úng đã mục nát kia. Chúng ta ngành đón tân sinh. Giọng điệu đại trưởng lão sụp sôi, thánh viêm dường như cảm thụ được tâm tình của lão ta, tỏa ra quang mang trói mắt, người lão ta tựa như một vòng mặt trời kim sắc. Không có ai có thể ngăn cản chúng ta, kể cả mai tư phỉ nhĩ đức. Tháp phỉ trưởng lão thật lòng không phục, trước sau như một. Tại hỏa gia biệt viện, phòng bị xâm nghiêm. Trong đại sành, ngoại trừ thu gia, gia chủ năm đại danh môn đều có mặt, trận chiến thu sát viện, làm thánh châu khiếp sợ bọn họ đều dùng tốc độ nhanh nhất suốt đêm mà đến không dám có chút chậm trễ bọn họ vừa mới thăm dò thu sát viện xong trở về trên mặt mỗi người đều đọng nỗi khiếp sợ